chương 906, ước định vòng sau, thần dương khẽ gật đầu với hiên viên hành, sau đó rời ánh mắt đi, nhìn về phía dịch lập nhai. Lúc này dịch lập nhai cũng nhìn phía gã, thần sắc trên mặt chấn định tự nhiên. Dịch lập nhai, lần tỉ thí này, trong bốn người khó khăn nhất là ngươi. Đối thủ của ngươi là huyền chỉ thành phong vô trần, người này thân là nghĩa tử tần nguyên, chính là đệ nhất nhân huyền chỉ thành, hội võ lần trước trước càng đạt được hạng bốn, ngươi. Thần dương trần chờ một chút, nói như thế. Thành chủ yên tâm, tuy thực lực phong vô trần cường đại, bất quá ta cũng đã nghĩ ra đối sách, chưa hẳn không có phần thắng. Không để thần dương nói xong, dịch lập nhai liền cười ngạo nghễ cướp lời. Người có đối sách, lời nói thần dương bị cắt đứt, trong lòng thoáng có chút không vui, nhưng trên mặt không biểu lộ ra. Dịch đạo hữu, tu vi phong vô trần này sâu không lường được, mặc dù ta gặp cũng chưa chắc có thể ứng phó, người chớ nên chủ quan. Cốt thiên tầm mở miệng nhắc nhở, đa tả cốt đạo hữu nhắc nhở, dịch lập nhai nhíu mày, rồi lại giãn ra nhàn nhạt nói cốt thiên tầm thấy vậy không nói gì thêm nữa hàn lập cũng không có nhìn dịch lập nhai tựa hồ không nghe đoạn đối thoại giữa dịch lập nhai cùng thần dương chẳng qua vẫn cúi đầu đứng không biết đang suy nghĩ cái gì thần dương lại khuyên bảo bốn người một phen sau đó quay người đi đến phía đài cao thần dương vừa ly khai dịch lập nhai liền đi tới trước người hàn lập chậm rãi nói ra lệ đạo hiếu phòng này ngươi ngàn vạn lần đừng để thua như vậy vòng tiếp theo chúng ta mới có cơ hội lên sân thi đấu đúng vậy ta cũng hy vọng dịch đạo hiếu có thể đánh bại phong vô trần hàn lập ngẩng đầu nhàn nhạt mở miệng nói căn cứ bảng thi đấu vòng này nếu hắn chiến thắng vòng tiếp theo xác thực sẽ gặp một trong hai giữa cặp đấu dịch lập nhai và phong vô trần dịch lập nhai nghe vậy hư lạnh một tiếng chậm rãi đi tới một bên đám người đồ cương nhất thời nhao nhao cùng đi tới vây quanh gã hàn lập thì dứt khoát khoanh chân ngồi xuống tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Thần Dương leo lên đài cao, ách quái thành chủ, còn có ba vị thành chủ khác cũng đã tới đây, bất quá lục hoa phu nhân kia hôm nay không biết tại sao lại không đến. Khục, khục, ta nói thần thành chủ, thật sự là có lỗi a, à, thanh dương thành các người rõ ràng chỉ còn lại bốn người, hết vòng này lại có khả năng mất thêm ít nhất hai người. Nguyên bản nhìn giao tình giữa hai thành chúng ta, có lẽ nhường cho các người một ván đấy, bất quá phong vô trần cùng hách phong cũng không muốn, ta thân làm thành chủ cũng không thể bức bách bọn hắn, kính xin thứ lỗi một chút. Tần Nguyên thấy thần dương đi lên, nhẹ ho hai tiếng, cười ha ha nói. Tần thành chủ nói quá lời, bởi vì có câu thắng bại có mệnh, thế sự khó liệu, sự tình trên huyền đấu trường còn chưa biết thế nào đâu. Thần dương cũng mỉm cười, nói như thế. Khục, khục, tần mỗ rất bội phục tâm tính thần thành chủ, núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt mà sắc mặt không thay đổi, vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt chờ đi. Tần Nguyên cười nhạt một tiếng, nói ra. Phù Kiên cùng tôn đồ tựa hồ không có hứng thú nghe đoạn đối thoại giữa hai người, chỉ lặng lặng ngồi đó, nhưng ánh mắt lại nhìn về hai phương hướng. Đã đến giờ rồi, bắt đầu đi, ách quái thành chủ ngẩng đầu nhìn sắc trời, nhàn nhạt mở miệng nói. Lúc này đại hán da đen đứng ở một bên, nghe vậy gật đầu nhẹ, thả người nhảy xuống đài cao, đi vào trong tu la trường. Chư vị, 7 ngày trước vòng đầu huyền đấu đặc sắc tuyệt luân, chắc hẳn mọi người vẫn chưa thỏa mãn a. À. Hôm nay, mọi người chờ mong vòng hai hội võ bắt đầu, tiếp tục đặc sắc. Quy tắc vòng này cũng như vòng trước, tổng cộng 16 trận huyền đấu, chia thành hai hồi. Đại hán ra đen cao giọng tuyên bố, theo thanh âm đại hán, trên mặt đất bên trái đài cao, thạch bích xám trắng lần nữa chậm rãi bay lên. Người thi đấu đã thiếu đi một nửa, chỉ còn lại có 32 người, chia làm hai hàng, hôm này chia làm hai lượt tỉ thí, bao gồm danh sách đối chiến mỗi cặp huyền đấu sĩ, còn có huyền đấu đài tỉ thí. Trong bốn người thanh dương thành, trận đấu của Hàn Lập cùng Dịch Lập Nhai đều gần ở phía trước, đều ở lượt đầu tiên. Hàn Lập tại đài chữ ly, Dịch Lập Nhai ở đài chữ đoái, hai người cốt thiên tầm cùng hiên viên hành được xếp ở hồi thứ hai. Dịch Lập Nhai không nói một lời, đi đến hướng đài chữ đoái, đa số đám người đồ cương tức thì nhao nhao đi theo hướng đó. Hàn Lập cũng sửa sang lại quần áo một chút, nhẹ thở ra một hơi. Bảo trọng, cốt thiên tầm liếc nhìn Hàn Lập, nói ra, lệ đạo hiếu, hy vọng người võ vận hưng thịnh lại tiếp tục thắng. Hiên viên hành cũng thân mật cười với Hàn Lập, nói như thế. Hàn Lập mỉm cười với hai người, đi đến đài chữ ly, thả người nhảy lên. Lúc này trên đài đang đứng một lão giả thon gầy mặc phục sức trọng tài. Hàn Lập gật đầu khẽ với lão giả thon gầy, đứng một bên huyền đấu đài, ánh mắt tùy ý quét qua khắp nơi một vòng. Khác với sự vắng vẻ của trận đấu vòng thứ nhất, lúc này nơi đây tụ tập không ít người, nhưng phần lớn là người huyền chỉ thành, từ đàm luận trong miệng những người này, xem ra đều đến vì hách phong. Vào thời khắc này, đối diện hắn lóe lên bóng xám, một nam tử áo xám trống rỗng xuất hiện, tốc độ nhanh kinh người. Thân hình người này vừa cao vừa gầy, tựa như một cây gậy trúc, trên người mặc một kiện trường bào màu xám, trong tay nắm một thanh quái kiếm hình rắn, trên lưới kiếm chấp động một tầng u lục quang mang sền sệt, rất là cổ quái. Hàn lập nhíu hai mắt lại, trong đầu hiện lên những tư liệu về hách phong mà thần dương đưa cho. Người này giống như phong vô trần, đều tu luyện công pháp chuyên chú khiêu huyệt ở hai chân, tốc độ tiến công cực nhanh, xuất kỳ bất ý đả thương người, chuôi bích xà kiếm trong tay lại ẩn chứa kịch độc của lân xà cao dai nào đó, có thể trực tiếp xâm nhập huyền khiếu, cực kỳ khó chơi. Hách Phong cũng đang nhìn từ trên xuống dưới Hàn Lập, ánh mắt hơi chấp động. Lệ Phi Vũ, trận chiến của ngươi và Từ Thuận, từ đầu đến cuối ta đều xem qua, tuy ngươi giả vờ giả vịt có thể lừa gạt được người khác, nhưng không giấu giếm được ta. Hách Phong chậm rãi nói ra, thanh âm thập phần khàn khàn. Đa tạ quan tâm, sắc mặt Hàn Lập không thay đổi nói thực lực của ngươi không tệ, che giấu cũng rất tốt, đáng tiếc ngươi gặp ta, nếu thông minh thì hãy lập tức bỏ quyền nhận thua, đó chính là quyết định sáng suốt nhất của ngươi đấy. Hách Phong tiếp tục nói, thật xin lỗi, lệ mỗ bởi vì một chút duyên cớ, không thể bỏ trận, chỉ có thể phụ hảo ý của các hạ. Hàn Lập cười nhạt một tiếng, nói ra, cho ngươi một con đường sống ngươi lại không đi, vậy chiến thôi. Sắc mặt Hách Phong trầm xuống, hai con ngươi lạnh như hàn băng. Đã đến giờ, bắt đầu. Theo thanh âm của lão giả thon gầy, tỉ thí lập tức bắt đầu. Thân hình hách phong lay nhẹ, chỉ nghe ô, ô, n, g một tiếng, toàn thân sáng lên trên trăm huyền khiếu, đều nở rộ bạch sắc quang mang, che khuất cả toàn thân vào, xa xa nhìn lại giống như một quang nhân màu trắng. Trên hai chân của gã, sáng lên trọn vẹn 40-50 huyền khiếu. Từng đạo bạch quang trói mắt từ trong những huyền khiếu này tán phát ra, ngưng tụ đến một chỗ, hình thành hai quang ảnh giống như bạch xà, dường như dưới chân gã đạp lên trên hai con bạch xà. Hàn Lập thấy cảnh này, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bên ngoài thân chấp động bạch quang, 72 chỗ huyền khiếu đều sáng lên. Không đợi hắn hành động gì, Hách Phong cười lạnh một tiếng, hai bạch xà trên chân bóp méo một cái, toàn bộ cơ thể gã chợt biến mất, chỉ để lại một ít tàn ảnh bạch quang. Sau một khắc, một đạo lục sắc kiếm ảnh trống rỗng xuất hiện trước người Hàn Lập, trực tiếp đâm xuyên qua ngực phải hắn. Hàn Lập tựa hồ không kịp phản ứng, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Nhìn qua một màn này, Người xem ở huyền đấu đài phụ cận kinh hô một hồi. Chẳng lẽ vừa đánh đã phân ra thắng bại, kết quả Hàn Lập bị Bích Xà kiếm xuyên thủng, nhưng không chảy ra một giọt máu nào, ngược lại run lên sau đó nhanh chóng phiêu tán, dĩ nhiên là một đạo tàn ảnh. Khách Phong thấy cảnh này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Vào thời khắc này, một tiếng gió từ phía sau kéo tới, thân ảnh Hàn Lập không biết từ nơi nào xuất hiện sau lưng gã, công pháp vũ Hóa phi thăng công được sử dụng, huyền khiếu trên hai đùi cũng tỏa ra bạch quang chói mắt bao phủ hai chân ở trong đó, mơ hồ khó thấy rõ, hơn nữa năm ngón tay biến thành chảo, chụp xuống. Đầu ngón tay mang theo năm đạo kình phong như thực chất, giống như năm thanh thép chùy, đâm vào cổ Hách Phong khiến làn da gã đau rát. Trong lòng Hách Phong cả kinh, không kịp quay người, nhanh như tia chớp vung ngược tay lên, bích xà kiếm trong tay chấn động, lập tức hóa thành hơn 1000 đạo kiếm ảnh xanh biếc rậm rạp, dường như một mảnh gợn sóng xanh biếc quét đến phía Hàn Lập. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều nhanh như thiểm điện, hơn nữa phát ra tiếng hú xùy xùy khiếp người, như độc xà thổ tín, làm cho người nghe thấy phải kinh sợ. Hàn lập lập tức biến móng vuốt thành quyền, hơn nữa cả đầu cánh tay hiện ra một tầng kim quang, sau đó một quyền đánh ra như điện, va chạm với những kiếm ảnh xanh biếc kia. ầm ầm một tiếng vang thật lớn, kim quang trói mắt từ trên cánh tay phải hàn lập bộc phát ra, nổ tung xé rách mảnh kiếm ảnh xanh biếc kia. Thân hình hách phong đại trấn, bị đẩy lui một bước, đồng tử co rụt lại chỉ thấy trên nắm tay hàn lập mơ hồ hiện ra một tầng lông màu vàng trên mũi bích xà kiếm vô cùng sắc bén lưu lại vài đạo trắng bạc hách phong hừ lạnh một tiếng bước chân di chuyển thân hình bỗng nhiên mở đi huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh màu trắng chấp động một cái đã đến sau lưng hàn lập bích xà kiếm trong tay đâm xuống nhanh như điện ầm một tiếng vang thật lớn hàn lập xoay người lại chẳng biết từ lúc nào lần nữa một quyền nện lên bích xà kiếm đẩy hách phong lui sau hách phong liên tục hai kích không trúng trong lòng hơi nôn nóng bạch quang dưới chân chấp liên tục, thân pháp thi triển đến cực hạn, huyễn hóa ra tàn ảnh trồng chất, hơn nữa tương liên với nhau, hình thành như một bạch xà cực lớn, nhanh chóng vô cùng xoay tròn quanh Hàn Lập. Từng đợt gió mạnh từ bạch xà quét ra, hình thành một trụ vòi rồng lớn vài chục trượng, bao phủ Hàn Lập vào trong đó. Hàn Lập thấy cảnh này, ánh mắt lóe lên, Hách Phong đạo hiếu đã sử dụng ra xà ảnh đột pháp, lệ phi vũ kia không có khả năng ngăn trở được công kích. Dưới huyền đấu đài, người xem huyền chỉ thành hưng phấn nói suy suy tiếng gầm rú sắc nhọn vang lên mãnh liệt từng đạo kiếm ảnh xanh biết từ chung quanh trụ vòi rồng bắn ra đâm tới khắp nơi toàn thân hàn lập hàn lập thấy tình hình này đuôi lông mày khẽ động cánh tay nhấc lên một quyền như chậm mà nhanh đánh ra lập tức một cỗ cự lực từ trên nắm tay hắn tuôn ra quét về bốn phương tám hướng rậm rạp chẳng chịt kiếm ảnh chung quanh như gặp vách tường vô hình bịt kín đều ngưng trệ bất động sau đó nương theo một tiếng nổ mạnh ầm vang kiếm ảnh đều vỡ vụn từng khúc, trụ vòi rồng chung quanh cũng vỡ nát ra ầm ầm. Chương 907, kịch đấu, nương theo kiếm ảnh bay tán loạn đầy trời, xà ảnh màu trắng cũng theo đó mà ầm ầm vỡ nát, thân ảnh Hách Phong từ đó lảo đảo bay ra, cả khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Không đợi gã đứng vững, cả người Hàn Lập như quỷ mị, trong nháy mắt đã áp sát tới trước người gã, ngón tay phải hắn điểm về phía ngực gã, đầu ngón tay tỏa ra ánh sáng màu trắng rực rỡ, chợt một cỗ cự lực sắc bén từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, những nơi đi qua làm cho hư không phát ra tiếng hú chói tai. Trong lòng hách phong run lên, nếu gã bị một chỉ này của hàn lập điểm trúng, cho dù gã có chân cực chi mô hộ thể, cũng chỉ sợ người sẽ lập tức bị xuyên thủng thành một cái động lớn. Tâm niệm gã mau chóng xoay chuyển, liền vội vung thanh bích xà kiếm trong tay một cái, từ đó huyễn hóa hơn 10 đạo kiếm ảnh, cuốn về phía cánh tay hàn lập. Cánh tay của hàn lập vững chắc như sắt thép, gã không cầu một đòn này có thể làm trọng thương đối thủ, mà gã chỉ cầu tranh thủ một chút thời gian mà thôi. Nào ai biết ngay đúng thời điểm cuối cùng đó, ngón tay của Hàn Lập đột nhiên thay đổi phương hướng, như lôi điện đâm vào trong kiếm ảnh, hai ngón tay tinh chuẩn không gì sánh bằng kẹp lấy đúng thanh Bích Xà kiếm, cổ tay hắn chợt vặn một cái. Một cỗ sức mạnh thật lớn từ đó phát ra, khiến cho cả cổ tay hách phong như nóng lên, lập tức làm Bích Xà kiếm trong tay gã văng ra ngoài, nỗi kinh sợ trong lòng gã càng lúc càng nhiều, chợt hai chân gã nổi lên ánh sáng màu trắng trong nháy mắt cả người hóa thành một đạo huyễn ảnh màu trắng bắn ngược về phía sau. Cùng lúc đó, tay trái của gã bất ngờ vẫy ra, một chùm ánh sáng màu xanh từ trong tay áo gã bắn ra, không ngờ là mấy cây châm nhỏ màu xanh âm u bao phủ Hàn Lập ở phía dưới. trên mỗi cây châm nhỏ đều lấp lè ánh sáng màu xanh sền sệt, rõ ràng nó đã được bôi đầy kịch độc. Hàn Lập cũng không dám chủ quan chút nào, tay trái hắn nhấc nhẹ lên, bỗng nhiên vỗ ra một cái, từ đó phát ra một cỗ cự lực đáng sợ như là cơn sóng giữ quét sạch tất cả những cây châm nhỏ màu xanh đó bị cố cự lực này lao đến dễ dàng bị nó thổi bay sạch sẽ không chỉ như vậy cự lực này như ngọn sao băng lao nhanh về phía trước tốc độ nhanh không thể nào tưởng tượng nổi cộng thêm không gian khu huyền đấu đài có hạn trong nháy mắt đã đuổi kịp hách phong nó giống như thái sơn áp đỉnh đang đè ép xuống cố cự lực còn chưa đánh lên người hách phong cũng đã khiến cho gã hít thở khó khăn trong lòng hoảng hốt gã biết là không cách nào chạy thoát được chỉ đành hét lớn một tiếng, quyền khiếu cả người tỏa ra ánh sáng màu trắng rực rỡ, hai tay nắm chặt, song quyền hung hăng đánh về đằng sau một cái. ầm um, hư không run rẩy dữ dội một hồi, phát ra một tiếng vang ầm ầm Cả người hách phong chấn động mạnh mẽ, cả khuôn mặt đỏ bừng, liền bạch 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 lùi về phía sau mấy bước, lúc này mới có thể đứng vững được. Chợt một cái bóng xanh lóe lên, bích xà kiếm bất ngờ từ đâu đã xuất hiện trước cổ của gá, lưới kiếm màu xanh âm u sắc bén kề sát vào làn da trên cổ gá, làm cho cả người gã dựng tóc gáy lên. Sắc mặt hách phong cứng đờ, lập tức gượng cười, nhấc tay nói, hách mỗ nhận thua. Vừa nãy hách phong còn chiếm thượng phong, không ngờ tình cảnh lại chuyển biến nhanh như vậy, bất ngờ đã thua, mọi người dưới đài nhất thời không kịp phản ứng, sừng sốt một hồi, sau đó mới phát ra từng trận âm thanh kinh hô. Trận này, lệ phi vũ chiến thắng, trong mắt lão giả thon gầy cũng lộ ra một tia kinh ngạc, cất giọng tuyên bố kết quả. Đa tả, hàn lập gật đầu với hách phong, rồi trả lại thanh bích xà kiếm cho đối phương. Chắc chắn Huyền Khiếu ngươi mở ra, không chỉ dừng lại ở 72 chỗ, rốt cuộc thực lực của ngươi đã đạt đến trình độ nào?" Vẻ mặt Khách Phong lộ ra vẻ phức tạp, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hàn Lập mỉm cười, cũng không trả lời, mà quay người nhảy xuống đài. Khách Phong nhìn bóng lưng của Hàn Lập, khẽ thở dài, rồi thu lại bích xà kiếm, cũng lặng yên đi xuống huyền đấu đài. Nơi xa trên đài cao, bọn người thần dương Tần Nguyên đã sớm chú ý đến trận tỉ thí huyền đấu đài chữ ly, mắt thấy cảnh này, sắc mặt đều thay đổi. Khác biệt ở chỗ, mặt mũi thần dương lúc này vui vẻ vô cùng, còn sắc mặt Tần Nguyên thì lại tái xanh. Tần Đạo Hiếu, huyền đấu sĩ của Thanh Dương thành bọn ta, thực lực cũng không tệ chứ. Thần Dương nhìn về phía Tần Nguyên, cười nhạt một cái nói ra. Chỉ là thắng một ván nhỏ, đắc ý cái gì? Khổ khổ khổ, Tần Nguyên hít sâu một hơi, từ đó sắc mặt lão mới miễn cưỡng khôi phục lại, kèm theo đó là tiếng ho khan dữ dội. Thần Dương cũng không để ý tới lời của lão nói, nụ cười trên mặt càng tỏa ra sán lạn. Từ lúc hội võ năm thành bắt đầu, gã một mực bị mấy thành chủ khác chế giễu, cuối cùng lúc này gã mới có thể nở mày nở mặt được một lần. Ha ha, không ngờ trong tay của thần đạo hữu còn ẩn giấu một vị cao thủ như vậy. Tôn đầu nhìn về phía thần Dương, trong mắt lóe lên dị sắc, cười híp mắt nói ra. Một bên khác, sắc mặt của Phù Kiên cũng có chút ngưng trọng, ánh mắt rời về phía thần Dương. Tôn đồ thành chủ quá khen, thực lực của lệ phi vũ cũng chỉ là bình thường, vẫn còn kém xa với đám cao thủ dưới chướng ngươi, chỉ là may mắn mà thôi. Thần Dương cười ha ha, Tần Nguyên nghe nói vậy, vẻ tức giận trong mắt lão lóe lên liền biến mất. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, người bại dưới tay của Hàn Lập chính là cao thủ đứng thứ hai của huyền chỉ thành. Lời này thần dương nói ra, chẳng khác gì đánh một cái bạt tai vào mặt huyền chỉ thành. Thần đạo hữu khiêm tốn quá rồi, vị lệ phi vũ của quý thành thực lực rất mạnh, cho dù Phương Thiền cũng chưa chắn thắng được a. À. Ánh mắt tôn đồ lóe lên, cười nói, thần đạo Hữu vị lệ phi vũ này ở dưới chướng ngươi thực lực không tệ, hội võ lần trước sao ta chưa từng gặp qua hắn, chẳng lẽ là người mới sao? Ách quái một mực ngồi lẳng lặng chợt mở miệng hỏi, vâng, người này mới gia nhập thanh dương thành ta từ mấy chục năm trước. Thần dương không dám hoa ngôn xảo ngữ với ách quái, mà thành thật trả lời. Ách quái nghe vậy, cũng lặng yên nhẹ gật đầu, mấy người khác thấy vậy, cũng không nói gì thêm, ánh mắt lần nữa nhìn khắp nơi. Hàn lập nhảy từ huyền đấu đài xuống, đám người vây quanh đó nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ, nhao nhao tránh đường. Cốt thiên tầm, hiên viên hành, độc long, diêu ly, còn có vài người khác trong thanh dương thành, ngay lúc này đều đứng dưới huyền đấu đài, khi nhìn thấy hắn nhảy xuống, đều vội bước tới nghênh đón. Lệ đạo hiếu, không ngờ thực lực của ngươi mạnh mẽ như thế, ngay cả hách phong cũng không phải là đối thủ của ngươi. Cốt thiên tầm cười nói vui vẻ, đôi mắt phượng lấp lánh của nàng uyển chuyển nhìn hắn. may mắn đắc thủ mà thôi, cốt đạo hữu quá khen. Hàn lập cười nhạt một tiếng. mấy người hiên viên hành cũng chúc mừng hắn không ngừng, Hàn lập cũng đáp lại từng người. Siêu ly nhìn Hàn lập, sắc mặt phức tạp vô cùng. nàng một mực xem thường Hàn lập, không ngờ thực lực của hắn lại mạnh như thế. nhớ lại trước đó nàng ở trước mặt Hàn lập làm đủ loại kiêu ngạo, trong lòng lại càng xấu hổ. nàng cũng khẽ thấp giọng chúc mừng hắn một câu. Hàn Lập cũng mỉm cười gật đầu với Diêu Ly, trong lòng hắn cũng không để ý gì tới thái độ lúc trước của nàng. Diêu Ly thấy vậy, trong lòng âm thầm thả lòng, đồng thời cũng nổi lên cảm xúc khác thường. Lệ Đạo Hữu đã mở đầu trận thắng, là dấu hiệu tốt, không biết tình hình của dịch Đạo Hữu hiện giờ như thế nào rồi, chúng ta qua bên đó xem thử đi. Cốt Thiên Tầm nói một tiếng, rồi đi nhanh đến huyền đấu đài chữ đoái cách đó không xa. Những người khác cũng nhao nhao đuổi theo, sắc mặt Hàn Lập khẽ động, cũng đi tới. Trên huyền đấu đài chữ đoái, hai đạo nhân ảnh quấn nhau cùng một chỗ, thỉnh thoảng lại phát ra từng trận âm thanh kim thiết giao kích, đang giao đấu quyết liệt, đúng là phong vô trần cùng dịch lập nhai. Đây là lần đầu Hàn Lập nhìn thấy dịch lập nhai giao thủ với người khác, trên người gã chấp động hơn 100 huyệt huyền khiếu, so với hách phong còn nhiều hơn một chút. Công pháp mà dịch lập nhai tu luyện cũng thiên về phương diện tốc độ, trên hai chân của gã mở ra năm sáu chục cái huyền khiếu, thân pháp cực nhanh, khi thì nhìn như ở phía trước, bỗng bất chợt lại hiện ở phía sau, giống như quỷ mị trong tay gã cầm một thanh trường tiên đen nhánh vung từng đạo roi ảnh vươn thẳng tắp hoặc bẻ cong giống như sóng cuốn mây bay đánh về phía phong vô trần quả thật là biến ảo khôn lường lông mày hàn lập nhíu lại từ từ gật đầu phẩm hạnh đích lập nhai như thế nào không nói đến nhưng ở trên phương diện thực lực thì gã rất mạnh không thẹn với danh xưng cao thủ thứ hai của thanh dương thành chỉ là phong vô trần đối diện thực lực lại càng thêm lợi hại nếu như nói thân pháp của dịch lập nhai hoàn toàn giống như quỷ mị thì phong vô trần lại tựa như một cơn gió, đến vô ảnh, đi vô tung, khi thì nhu hòa, khi thì dữ dội. Vô luận dịch lập nhai tấn công mạnh mẽ như thế nào, đều bị y dễ dàng tránh khỏi. Hơn nữa thanh kiếm mỏng như lá liễu trong tay phong vô trần càng biến hóa vô cùng, lưỡi kiếm chợt co chợt rũi, phảng phất như một con độc xà thổ tín thỉnh thoảng xâm nhập vào chỗ sơ hở của thanh trường tiên dịch lập nhai, làm cho gã phải luống cuống tay chân một phen. Giờ phút này, quần áo trên người của dịch lập nhai cũng có vài chỗ bị rách nát, ẩn ẩn còn thấy cả máu, nếu không nhờ tốc độ của gã cực nhanh, sợ lúc này đã sớm trọng thương rồi. Tuy là Phong Vô Trần đang ở thế hạ phong, nhưng y vẫn như cố toàn lực trả đòn, không có chút lùi bước nào. Xem ra trận này dịch lập nhai bại nhiều thắng ít, tuy vậy lúc trước hắn từng nói là có chuẩn bị, không biết hắn chuẩn bị thủ đoạn gì, có hữu dụng hay không nữa vẻ mặt Hàn Lập không thay đổi, nhưng trong lòng khẽ động. Hắn đã nhìn ra dịch lập nhai cũng không có ẩn giấu thực lực, mà là toàn lực ứng phó, vậy mà vẫn còn chưa địch lại Phong Vô Trần, trong khi Phong Vô Trần thì còn chưa toàn lực ra tay, nếu mà gã muốn thay đổi chiến cuộc, chỉ có thể dựa vào cách khác. Sắc mặt đám người cốt thiên tầm cũng hơi ngưng trọng, mặc dù trước đó đích lập nhai có thái độ với bọn họ cũng không tốt lành gì, nhưng dù sao cả hai cũng là người của Thanh Dương Thành, so với Phong Vô Trần thì trong lòng vẫn mong dịch lập nhai chiến thắng. Ngay lúc này, đám người đồ cương đứng dưới đài nhìn thấy bọn người cốt thiên tầm đến, chỉ vội vàng nhìn lướt qua, rồi lập tức khẩn trương nhìn lên trên đài. Nhưng đúng lúc đó, trong mắt dịch lập nhai lóe lên một tia tàn khốc, cánh tay chợt phung lên, trường tiên màu đen đột nhiên kéo căng thẳng tắp, phẳng phất như một thanh lợi kiếm thật dài, quét ngang về phía phong vô trần, nhanh như tia chớp. Bàn chân của phong vô trần điểm xuống mặt đất một cái, cả người phẳng phất như cành liễu trong gió, nhẹ nhàng tránh khỏi, sượt qua thanh trường tiên màu đen, còn thanh kiếm mỏng như lá liễu của y thì kề sát trên thanh trường tiên trượt xuống, nhanh chóng chém tới bàn tay của dịch lập nhai. Mặc dù dịch lập nhai kinh hãi, nhưng gã không loạn, cả người lập tức bắn ngược về phía sau, đồng thời cổ tay gã vung lên, trường tiên thẳng tắp lập tức quấn lại như con rắn, nhanh như lôi điện quấn vào cánh tay cùng thân thể phong vô trần. Chút tài mọn, phong vô trần cười lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái, cứ như vậy mà biến mất không thấy đâu cả. Trường tiên màu đen lập tức cuốn hụt vào hư không, ngược lại làm cho cả người dịch lập nhai loạn choạng một cái. Đúng lúc đó, từ hư không sau lưng dịch lập nhai chợt xuất hiện thân hình phong vô trần, thanh kiếm mỏng như lá liễu của y mơ hồ nhoáng một cái, thừa dịp thân hình dịch lập nhai bất ổn dùng tốc độ khó tin nổi một hơi chém ra chín kiếm khoảng cách gần như thế chín kiếm đều phá vỡ chân cực chi mô bao phủ quanh người dịch lập nhai mạnh mẽ chém lên người gã nhưng việc mà làm cho đám người trên khán đài phải trợn mắt há miệng là khi dịch lập nhai liên tục nhận chín kiếm xong ngoại trừ cả người đẩy lui về phía sau hai bước thì phảng phất như không có chuyện gì xảy ra phong vô trần thấy vậy sắc mặt cũng theo đó ngẩn ra vào đúng lúc đó trong mắt dịch lập nhai tỏa ra vẻ lạnh lùng, cánh tay vung lên, trường tiên màu đen đột nhiên run lên, huyễn hóa thành mấy chục đạo roi ảnh, những roi ảnh này lập tức hóa thành mấy chục cái vòng tròn màu đen to nhỏ, nhanh chóng cuốn tới phong vô trần. Trong những vòng tròn màu đen này phát ra cỗ khí kinh mạnh mẽ vô cùng, trong nháy mắt đã bao phủ cả huyền đấu đài, bất ngờ làm cho cả bầu trời theo đó mà ảm đạm, hư không xung quanh dường như cũng bị roi ảnh màu đen này dẫn động, xoáy quanh ngay chính giữa. Trong nhất thời, xung quanh huyền đấu đài trở nên cát bay đá chạy, thiên địa biến sắc, phảng phất như trong phạm vi trăm trượng bỗng chốc đã trở thành một vùng sâm la tuyệt vực, khiến cho sắc mặt đám người vây quanh đó đại biến, vội vàng thối lui ra bên ngoài. Chương 908, khiêu khích trước mặt mọi người. Hàn Lập nhìn qua một màn gió cuốn mây vần trên huyền đấu đài, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Tỏa thiên ấn, không thể tưởng được nhiều năm không thấy, uy lực lại tăng lên nhiều như vậy. Cốt Thiên Tầm bên cạnh lẩm bẩm tự nói một tiếng, trong mắt lóe lên hào quang. Giờ phút này phong vô trần đã hồi phục xong, sắc mặt trầm xuống, bên ngoài thân bỗng nhiên sáng lên 150 mấy chỗ quang điểm màu trắng, trong cơ thể càng vang lên liên tiếp tiếng đôm đốc giòn vang. Chân gã mạnh mẽ đạp lên mặt đất một cái, toàn bộ huyền đấu đài rung lên, tựa hồ như bị một cước chấn sập. Dựa theo lực đạp mạnh mẽ này, thân hình phong vô trần bỗng nhiên hóa thành một sợi khói xanh màu trắng, từ trong bóng roi vây khốn đầy trời, như người trùng thiên bắn ra. Lúc này trường tiên màu đen trong tay dịch lập nhai bay múa trên dưới, toàn bộ cơ thể y đã hoàn toàn bao phủ bên trong bóng roi đầy trời bóng roi biến thành từng vòng tròn màu đen tựa như có linh tính đuổi theo thân ảnh phong vô trần như bóng với hình bất quá tốc độ phong vô trần lại nhanh hơn vài phần những vòng tròn màu đen kia mỗi lần muốn chụp xuống gã liền bị gã hiểm hiểm tránh thoát đạo thân ảnh màu trắng phiêu hốt trên đài trong bóng roi màu đen đầy trời tránh phải tránh trái liên tục di chuyển làm cho người xem bốn phía không kịp nhìn thấy một chiêu này của dịch lập nhai mặc dù làm người ta khó có thể tránh được một khi bị bóng roi thứ nhất khóa lại, bóng roi tiếp theo sẽ kéo dài không dứt, muốn thoát thân quả thực không dễ. Nhưng phong vô trần lại dùng thân pháp cực nhanh, tránh thoát phong mang, khí thế dịch lập nhai sợ là sắp hết rồi. Hàn lập lầm bẩm tự nói một tiếng, ta hiểu rất rõ dịch lập nhai, có lẽ hắn còn có hậu thủ, bất quá đáng tiếc, đối thủ của hắn là phong vô trần. Cốt thiên tầm từ chối cho ý kiến nói, đến rồi, thân sắc hàn lập khẽ động, chỉ thấy ở trên huyền đấu trường, trên thân liễu diệp tế kiếm trong tay phong vô trần bỗng nhiên hiện ra vô số phù văn giống như ngôi sao một vòng quang sóng màu trắng trói mắt từ trên trên thân kiếm nhộn nhạo ra trong nháy mắt chiếu qua hơn phân nửa huyền đấu trường chỗ quang sóng màu trắng chiếu qua giữa không trung chợt rủ xuống đạo đạo bạch sắc tinh quang như nước vạn sông đổ về biển nhao nhao chui vào trong thân liễu diệp tế kiếm thân kiếm lập tức phát ra thanh âm rung động ông ông mãnh liệt phong vô trần quát khẽ một tiếng liễu diệp tế kiếm thoát tay bay ra hóa thành một đạo quang nhận màu trắng sáng vô cùng chạm tới ngay chỗ giao nhau của hai đạo tiên quyển màu đen xoẹt một tiếng hư không sụp đổ lập tức bị chém ra một lỗ hổng thân hình phong vô trần nhanh như điện phóng ra ngoài hàn lập nhìn về phía liễu diệp tế kiếm bay trên trời kia không khỏi có chút động dung lúc này thanh kiếm tản mát ra chấn động cực kỳ cường đại dù là hắn đối mặt cũng không dám đón đỡ không biết rốt cuộc là bảo vật gì bất quá vào thời khắc này bóng roi quanh thân dịch lập nhai thu vào hiện ra thân hình của y nhưng thấy khóe miệng y lộ ra một tia cười quỷ quyệt, bỗng nhiên đánh ra một trường, trong tay áo phốc một tiếng, phóng ra một chùm bạch quang, thình lình chính là vô số sợi tơ mỏng trắng như tuyết. Những thứ tơ mỏng này đều trong suốt như ngọc, tản mát ra bạch quang nhẹ nhẹ, mơ hồ có thể thấy từng quang điểm màu trắng nhỏ vô cùng nhảy lên quanh sợi tơ trắng. Tơ mỏng lăng không đan vào, trong nháy mắt hóa thành một tấm lưới lớn màu trắng, chụp xuống phong vô trần, tốc độ nhanh kinh người. Phong vô trần hiển nhiên không dự liệu được điểm này, thân thể bị lưới lớn màu trắng bao lại. Lưới lớn màu trắng như có linh tính tự động quấn quanh tầng tầng, trong nháy mắt hình thành một kén tầm màu trắng, giam cầm phong vô trần vào bên trong, bịch một tiếng, kén tầm ngã xuống huyền đấu đài. Liên tiếp biến hóa diễn ra mau lẹ, dẫn tới đám người phụ cận huyền đấu trường kinh hô lên. Dịch lập nhai một chiêu đắc thủ, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Bất quá lập tức vẻ tươi cười trên mặt y chợt biến mất, trên mặt y hiện lên một tầng huyết sắc đỏ thấm, những chỗ khác trên thân cũng giống như vậy, trong nháy mắt trở nên đỏ thấm như máu, càng nổi lên nhiều sợi gân xanh. Nhưng sau một khắc, huyết sắc trên mặt dịch lập nhai liền biến mất, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, máu tươi từ trong miệng chen trúc chảy ra, bước chân cũng trở nên lảo đảo bất ổn. Không thể tưởng được dịch lập nhai vậy mà đã luyện thành lung trụ thuật, khó trách vừa rồi có thể điềm nhiên tiếp nhận một kích của phong vô trần mà như không có việc gì. Lại không biết tờ trắng mỏng kia là vật gì, có thể giam cầm được phong vô trần. Ánh mắt hiên viên hành chấp động, lẩm bẩm nói ra. Hàn Lập nghe vậy trong mắt hơi híp lại, tại huyền đấu trường Thanh Dương Thành hắn cũng đã nghe đến cái tên lung trụ thuật, là một loại vận chuyển lực lượng khí huyết trong cơ thể, tỏa ra trong huyền khiếu toàn thân, trong thời gian ngắn tăng cường bí thuật phòng ngự trên diện rộng. Uy lực thuật này cường đại, hơn nữa còn có một diệu dụng khác chính là, huyền khiếu mở ra càng nhiều, uy lực càng mạnh, chỉ là tu luyện cần từng bước từng bước rèn luyện huyền khiếu, quá trình vô cùng thống khổ, không hề dễ dàng. Và lại mỗi lần thi triển thuật này, cần tiêu hao một phần ba lực lượng khí huyết, hơi không cẩn thận sẽ hủy hoại căn cơ thân thể, mạo hiểm rất lớn, do đó cực ít người luyện thành thuật này. Đây là thiên la địa võng. Hơn 10 vạn năm trước lục hoa phu nhân dùng tơ nhện bản mệnh của một đầu thiên cấp lân chu thú luyện chế ra một kiện vũ khí đặc thù, tuy rằng không phải tinh khí, nhưng tranh lệch không xa, năm đó đã từng nổi như côn. Bất quá bảo vật này về sau gián tiếp mất tích, không ngờ đã rơi vào tay dịch lập nhai, khó trách hắn tự tin như thế. Trong mắt cốt thiên tầm hiện lên một tia hào quang, nói ra những người thanh dương thành khác thấy cảnh này, đều phát ra thanh âm hoan hô. Xa xa trên đài cao, thần dương chứng kiến cảnh này, trên mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng con mắt chợt liếc qua tần nguyên bên cạnh, thấy sắc mặt y vẫn bình tĩnh như cũ, tựa hồ tuyệt không lo lắng, trong lòng gã không khỏi trầm xuống. Trên huyền đấu đài, dịch lập nhai hít sâu một hơi, lập tức ổn định lại thân thể đang lảo đảo, liếc qua liễu diệp tế kiếm vẫn còn bay trên trời, cánh tay khẽ động. Trường tiên màu đen lập tức mơ hồ một cái bắn ra, quấn lấy kén tầm màu trắng, sau đó mạnh mẽ hất lên, ném xuống phía huyền đấu đài. Nhưng vào thời khắc này, dị biến phát sinh, kén tầm màu trắng hiện lên bạch quang, chỉ nghe xoẹt một tiếng, vỡ tan thành hai nửa, thân ảnh phong vô trần từ trong bắn ra như điện, nhanh chóng vô cùng đánh về phía dịch lập nhai. Sắc mặt dịch lập nhai đại biến, đang muốn vùng trường tiên màu đen lên đón đỡ. Bất quá giờ phút này khí huyết trên người y đã giảm, và lại bị thương khá nặng, động tác chậm chạp, cánh tay vừa mới nâng lên một nửa, một đạo bạch quang hiện lên, một cỗ cự lực đánh vào lồng ngực của y. Ngực dịch lập nhai vang lên một hồi đùng đùng giòn vang, lõm xuống phía dưới, trong miệng điên cuồng phun máu tươi, toàn bộ cơ thể bị đánh bay ra ngoài, té thẳng xuống huyền đấu đài. Bỗng một đạo nhân ảnh quỷ mị xuất hiện ở không trung, tiếp được thân thể dịch lập nhai, chậm rãi rơi trên mặt đất, chính là thần dương. Đám người thanh dương thành thấy cảnh này, lập tức nhao nhao chạy lại. Hàn lập cũng đi tới, nhìn thấy thân hình thần dương, đồng tử hơi co lại một chút, thần dương vừa rồi còn ở trên đài cao phía xa vậy mà trong nháy mắt liền đến nơi này hắn lại không phát giác được chút nào tuy vì huyền đấu đài xảy ra đột biến làm hắn không chú ý nhưng thần dương vậy mà giấu được ngũ quan của hắn chỉ sợ thực lực người này không chỉ như lúc trước biểu hiện ra giờ phút này trong miệng dịch lập nhai tuôn ra máu tươi sắc mặt trắng thảm như tờ giấy đã hôn mê bất tỉnh rồi thần dương không nói một lời lấy ra một bình ngọc màu đỏ như máu cậy miệng dịch lập nhai ra đem một viên đan dược đỏ như máu trong bình nhét vào trong miệng y. Đan dược vào miệng liền tan ra, trên mặt dịch lập nhai lập tức nổi lên một tia huyết sắc, dễ nhìn hơn một chút, xương ngực lõm xuống cũng chậm rãi nâng lên, khôi phục nguyên dạng. Sắc mặt thần dương buông lỏng, ngẩng đầu nhìn về phía trên đài, chỉ thấy trong tay phong vô trần thình lình nắm một chuôi liễu diệp tế kiếm khác, giống như đúc chuôi đang bay múa trên không trung. Thì ra là thế, thần dương nhàn nhạt nói một câu, đồng thời giơ tay khẽ vẫy, lòng bàn tay phát ra một cỗ hấp lực hai nửa kén tầm màu trắng trên đài bay vụt tới rơi vào trong tay gã hai nửa kén tầm màu trắng giống như vật còn sống lập tức nhúc nhích xung hợp lại một chỗ hóa thành một viên cầu màu trắng lớn chừng quả đấm phong vô trần nhìn thần dương không nói gì một tay cũng lăng không ra một chiêu mặt ngoài chuôi liếu diệp tế kiếm đang bay trên không trung lóe lên tinh quang lập tức ngừng lại sau đó bay vụt về nhanh như điện rơi vào trong tay gã hai thanh liễu diệp tế kiếm cộng hưởng với nhau phát ra trận trận thanh âm như chim kêu ở dưới huyền đấu trường hàn lập nhìn về phía hai thanh liễu diệp tế kiếm con mắt híp lại phong vô trần hình như nhận ra ánh mắt chuyển một cái nhìn lại ánh mắt hai người chạm nhau trong hư không mơ hồ hiện lên một tia lửa lệ phi vũ trận tiếp theo chính là ngươi rửa sạch cổ chờ ta liễu diệp tế kiếm trong tay phong vô trần chỉ về phía này khóe miệng cười to nói lời vừa nói ra toàn trường xôn xao ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Hàn Lập, sắc mặt đều khác nhau. Ngoại trừ vòng loại thứ nhất, kể từ hôm nay, mấy vòng tỉ thí phía sau, lịch đối chiến cơ bản đã cố định, mà phong vô trần chiến thắng dịch lập nhai, vòng tiếp theo hoàn toàn chính xác sẽ quyết đấu với Hàn Lập, chọn ra 8 vị trí đầu. Trước đây lực chú ý của mọi người không đặt nặng ở vòng huyền đấu này, ngoại trừ cá biệt có người để tâm, phần lớn không phải nghĩ quá nhiều, nhưng hôm nay Hàn Lập cùng phong vô trần song song cùng thắng, Trực tiếp gặp nhau ở vòng huyền đấu tiếp theo, tự nhiên sẽ dẫn tới chú ý không nhỏ. Phong Vô Trần với tư cách là nghĩa tử Huyền Chỉ Thành chủ Tần Nguyên, là đệ nhất nhân huyền đấu Huyền Chỉ Thành, thanh danh hiển hách hiển nhiên không nói chơi, còn Hàn Lập là một nhân vật không có danh tiếng gì, thậm chí tuyệt đại đa số người ở đây cũng không nhận ra, càng không có xem qua hai lượt đấu trước của hắn. Hôm nay Phong Vô Trần ở trước mặt mọi người mở miệng khiêu chiến Hàn Lập, với tư cách đệ nhất nhân huyền đấu Huyền Chỉ Thành, gã tự nhiên sẽ không bắn tên không đích chẳng lẽ Hàn Lập cũng có thực lực có thể so với một trong đệ nhất huyền đấu sĩ tứ đại thành. Phụng bồi tới cùng, sắc mặt Hàn Lập bình tĩnh, thản nhiên nói, đồng tử phong vô trần co rụt lại, trong mắt hiện lên một tia dữ tợn, tựa hồ bộ dạng lười biếng của Hàn Lập làm gã có vẻ bất mãn. Lần này tỉ thí, phong vô trần thắng, theo trọng tài huyền đấu đài tuyên bố kết quả, bốn phía khán đài cũng vang lên một hồi tiếng hoan hô rung trời. Cuối cùng Phong Vô Trần cũng thu ánh mắt trên thân Hàn Lập trở về, chắp tay về phía chỗ Tần Nguyên ở giữa đài cao, sau đó dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người thân hình tiêu sái từ trên huyền đấu đài bồng bình đi xuống thần dương không để ý đến tình huống chung quanh nhét viên cầu màu trắng vào trong ngực dịch lập nhai ôm thân thể y đi vào bên trong trong miệng thản nhiên nói lệ phi vũ người đi theo ta những người khác lưu lại ở chỗ này trợ uy cho cốt thiên tầm cùng hiên viên hành sắc mặt hàn lập khẽ động lập tức cáo lỗi một tiếng với cốt thiên tầm cùng hiên viên hành cất bước đi theo cốt thiên tầm nhìn thân ảnh thần dương cùng hàn lập trong đôi mắt đẹp dịu dàng ẩn hiện hào quang, không biết đang suy nghĩ gì. chương 909, tinh khí, thần dương ôm dịch lập nhai, trực tiếp rời khỏi tu la trường, cùng hàn lập một trước một sau đi tới chỗ biệt huyền. Gã dịu dịch lập nhai vào trong phòng, sau đó dẫn hàn lập đi ra đại sảnh bên ngoài. Thần đạo hiểu, thương thế dịch đạo hữu có đáng ngại không? Hàn lập hỏi, thương thế tuy nặng, nhưng không tổn thương đến tính mạng, chẳng qua là thi triển lung trụ thuật dẫn đến khí huyết bị tổn hại nghiêm trọng, tạm thời không thể nào tỉnh lại mà thôi thần dương khoát tay áo nhàn nhạt, nhạt nói ra hàn lập nghe vậy chỉ gật đầu nhẹ không tiếp tục chủ động mở miệng nữa ngươi có biết vì sao ta bảo ngươi tới đây không thần dương suy nghĩ một chút sau đó ngẩng đầu nhìn hàn lập thần tình ngưng trọng hỏi có phải là vì vòng tỉ thí tiếp theo không hàn lập không nhanh không chậm đáp đúng vậy đối với phong vô trần ngươi đã có cách đối phó chưa thần dương gật gật đầu lại hỏi chưa có nhưng đến lúc đó ta tất nhiên sẽ dốc toàn lực chiến một trận, xin thần đạo hữu yên tâm." Hàn Lập lắc đầu, nói ra, "Tuy rằng ta không biết trước mắt rốt cuộc ngươi đã mở bao nhiêu huyền khiếu, nhưng xem trận ngươi cùng Hách Phong, có lẽ không ít so với gã." Thần Dương nhìn Hàn Lập, chậm rãi nói ra, "Hàn Lập nghe vậy, cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm. Ta vốn cho là với thực lực của ngươi, cộng thêm chân linh huyết mạch trong cơ thể, hẳn là đủ để chiến một trận với Phong Vô Trần." chẳng qua là không nghĩ tới trong tay phong vô trần có một đôi tinh khí tình hình đối với ngươi không ổn chút nào sắc mặt thần dương trầm xuống xin hỏi thần đạo hiếu rốt cuộc tinh khí là cái gì đuôi lông mày hàn lập khẽ động hỏi ngươi không biết ngươi chưa bao giờ tới huyền thành cũng khó trách cái gọi là tinh khí là do lục hoa phu nhân dùng lực lượng tinh thần nơi đây luyện chế ra một loại vũ khí cấp bậc cao nhất uy lực cực kỳ cường đại còn có hiệu quả tăng trưởng theo thực lực chủ nhân chẳng qua là lưu truyền ra ngoài vô cùng ít, không biết từ chỗ nào Tần Nguyên lại lấy được song kiếm kia. Thần Dương tức giận nói, Hàn Lập nghe vậy, trong lòng khẽ động, trong đầu không khỏi hiện ra đôi binh khí của Phong Vô Trần. Nhưng mà ngươi cũng không cần lo lắng, Thần Dương nhoẻn miệng cười, lấy ra một vật từ trong lòng, đưa tới, đó là một cái thuẫn nhỏ màu trắng, phía trên khắc đầy phù văn tinh thần. Ở giữa thuẫn nhỏ còn khắc 18 cái đồ án tinh thần, hình thành một đồ án hình rồng, từng đồ án tinh thần đều tản mát ra bạch quang nhẹ nhẹ, hơn nữa chất sáng phập phồng, phảng phất như thở ra hít vào. Đây là, Hàn Lập tiếp nhận thuẫn nhỏ màu trắng, liền cảm thấy huyền khiếu trong cơ thể mơ hồ cộng hưởng cùng thuẫn nhỏ màu trắng. Vật ấy tên là tinh đấu thuẫn, cũng là một kiện tinh khí. Vốn tinh khí cần thời gian dài dùng tinh huyết ân cần săn sóc mới có thể từng bước nắm giữ, nhưng mà bây giờ thời gian cấp bách, người lập tức dùng tinh huyết tế luyện, mấy ngày này ân cần chăm sóc cho thật tốt, đến vòng thứ ba có lẽ có thể phát huy một phần uy năng của nó, đủ để thay ngươi ngăn lại một kích chí mạng đủ để đối phó xong kiếm kia rồi thần dương nói như thế hàn lập nhìn thuẫn nhỏ màu trắng trong mắt hiện lên một tia dị sắc mở miệng nói đa tạ thần đạo hiếu phòng tỷ thí thứ ba ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng thần dương cười cười lại chỉ điểm hàn lập mấy phương pháp tế luyện tinh khí sau đó đuổi hắn đi hàn lập cầm lấy tinh đấu thuẫn trở về gian phòng của mình tiến vào trong phòng hắn lật xem hai mặt tinh đấu thuẫn rồi cắn đầu lưỡi phun ra một giọt tinh huyết rơi lên phía trên thuẫn nhỏ tinh huyết lập tức dung nhập vào trong đó, tinh đấu thuẫn ngay lúc này nổi lên một tầng bạch quang, phát ra thanh âm ông ông rung động mãnh liệt. Trong mắt Hàn Lập hiện lên vẻ vui mừng, hắn có thể cảm giác giữa mình và thuẫn này sinh ra một chút liên hệ rõ rệt, chẳng qua là sự liên hệ này trước mắt còn rất yếu ớt. Khoảng thời gian tiếp theo, hắn dựa theo phương pháp thần dương truyền thụ, chỗ nghi tâm chấp động tinh quang, phân ra một đám tinh thần lực thăm dò vào bên trong tinh đấu thuẫn, chậm rãi thúc dục dò tinh huyết kia, thẩm thấu vào phía bên trong thuẫn loại cảm giác này cùng với tế luyện tiên khí không khác biệt lắm chỉ là không có tiên linh lực tương trợ nên chậm chạp hơn nhiều thời gian trôi qua trong nháy mắt qua hơn nửa canh giờ một hồi thanh âm náo nhiệt từ bên ngoài truyền tới trong lòng hàn lập khẽ động cất tinh đấu thuẫn vào trong ngực đứng dậy đi ra ngoài bên trong biệt uyển bóng người lay động đó là đám người thanh dương thành trở về từ tu la trường cốt thiên tầm bị che khuất ở bên trong trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ hưng phấn nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng hiên viên hành đâu cốt đạo hiếu xem ra đã đắc thắng trở về chúc mừng hàn lập nghênh đón may mắn đắc thủ mà thôi cốt thiên tầm mỉm cười nói nàng nói thế tuy rằng khiêm tốn nhưng trên thân cũng không có một vết thương nào hiển nhiên là chiến thắng nhẹ nhàng đối với chuyện này hàn lập cũng không có gì bất ngờ những người khác thấy hai người nói chuyện đều tự động tránh ra như thế nào lại không thấy hiên viên đạo hiếu tình hình trận đấu của hắn như thế nào hàn lập lại hỏi hiên viên đạo hiếu cũng giành thắng lợi rồi mặc dù thực lực đối thủ cường đại hơn so với hắn, nhưng mà trận chiến này hắn vận dụng chiến thuật thành công, lấy thương hoán thương, khó khăn mới thắng được, bây giờ đã được người đưa về chỗ thành chủ an dưỡng rồi. Cốt thiên tầm cười nói, thật sao, trong mắt hàn lập hiện lên vẻ kinh ngạc, lệ đạo Hữu hiện tại đối thủ vòng tỉ thí thứ ba của ngươi là phong vô trần, hai thanh tinh khí trong tay hắn không phải chuyện đùa, ngươi đã có biện pháp ứng phó chưa? Cốt thiên tầm trần chờ một chút, hỏi, đa tả cốt đạo hữu quan tâm, thành chủ đã thương lượng đối sách cùng ta rồi. Hàn Lập gật đầu nói, nhưng không có nói rõ ràng. Vậy là tốt rồi, cốt thiên tầm cũng không có hỏi tới, chẳng qua chỉ tùy ý gật đầu nhẹ. Hai người rảnh rỗi nói chuyện hai câu, liền cáo từ chia tay. Hàn Lập trở về chỗ ở của mình, tiếp tục tế luyện tinh đấu thuẫn. Theo thời gian trôi qua, trên tinh đấu thuẫn phát ra tinh quang màu trắng càng ngày càng nhiều, mà rất nhiều huyền khiếu trên người hắn tựa hồ giống như bị thu hút, dục dịch giữa hắn và thuẫn mơ hồ có cảm giác tương dung cùng một thể tinh đấu thuẫn này tựa hồ giống như biến thành thân thể tứ chi của chính mình có một loại cảm giác huyết mạch tương dung hàn lập mở to mắt nhìn về phía thuẫn nhỏ trong tay trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc tinh khí quả nhiên không giống bình thường huyền diệu như thế hắn thở nhẹ một hơi lần nữa đắm chìm bên trong tế luyện thời gian nhoáng một cái lại qua bảy ngày mới sáng sớm bên trong tu la trường cũng đã tấp nập biển người cảnh tượng phi thường náo nhiệt. Trải qua hai vòng đấu trước, huyền đấu sĩ tham gia hội võ năm thành chỉ còn lại có 16 người. Trên hai tòa huyền đấu đài càn khôn, mỗi bên đứng 8 người, Hàn Lập cùng Cốt Thiên Tầm đều ở trong đó. Vòng tỉ thí này, hội võ sẽ chọn ra 8 người chiến thắng trong bọn hắn, gọi là bát cường. Mặt trời lên cao, sau đó thành chủ năm thành cùng lục hoa phu nhân lên đài ngồi xuống, trên khán đài tiếng cổ vũ đinh tai nhức óc, kéo dài không thôi. Đại hán da đen chủ trì đã leo lên đài chữ càn từ lâu, nhưng từ đầu đến cuối không áp chế được làn sóng âm thanh người xem, chỉ có thể chờ cỗ thanh thế kia dần suy giảm, sau đó mới mở miệng quát. Cuộc thi đấu đến lúc này đã diễn ra vô cùng tốt đẹp, ngay lúc này chúng ta sẽ tiến hành hội võ năm thành chọn ra tuyển thủ bắt cường. Hôm nay người chiến thắng sẽ được ban thưởng một quả thú hạch địa giai lân thú. Ngày hôm nay, tất cả các trận đánh cược, giải thưởng cũng tăng lên, cầu chúc chư vị cùng toàn bộ huyền đấu sĩ tham gia thu được toàn thắng. Bát cường, bát cường, bát cường, trên khán đài tiếng hô đại trấn, tất cả người xem hầu như trong nháy mắt cuồng nhiệt hẳn lên. Các vòng thi đấu đã sắp được hơn phân nửa, hôm nay hai tòa huyền đấu đài Càn Khôn mở đầu, tám trận huyền đấu mỗi lần cũng chỉ tiến hành hai trận, tổng cộng bốn lượt là xong. Lượt thứ nhất hai trận huyền đấu hôm nay theo thứ tự là Huyền Thành Chu Tử Nguyên đối chiến Huyền Thành Cận Công, Huyền Chỉ Thành Phong vô Trần giao đấu Thanh Dương Thành Lệ Phi Vũ. Thật lâu sau, đại hán da đen cao giọng tuyên bố, trên đài cao Sắc mặt thần dương có chút phức tạp khó nói nên lời. Sau vòng thi đấu thứ nhất, trong 32 cái tên huyền đấu sĩ chiến thắng, phe mình vẹn vẹn chỉ còn 4 người, có thể nói là mất sạch mặt mũi. Sau đó đến vòng thứ hai, phe mình có được 3 người giành chiến thắng, mặc dù trong năm thành không tính là quá yếu kém, nhưng cũng tính là trung bình rồi. Thế nhưng gã vẫn không cao hứng nổi, dựa theo sắp xếp, hôm nay tiến hành thi đấu, không chỉ có Hàn Lập phải đấu với Phong Vô Trần mà tiếp theo đó, Cốt Thiên Tầm cũng phải đấu với Bạch Nham Thành Phương Thiên. Đối với hai trận thi đấu này, trong lòng gã cũng không có chút tự tin nào. Phong vô trần cường đại là rõ ràng, tuy rằng gã bỏ ra số tiền lớn chuẩn bị cho Hàn Lập một món tinh khí, nhưng Hàn Lập dù sao cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với vật ấy, nhất định sử dụng không thuận buồm xuôi gió bằng phong vô trần. Cộng thêm tồn tại tranh lệch giữa hai người, phần thắng cũng nhỏ hơn rất nhiều. Về phần cốt thiên tầm, thực lực tuy mạnh mẽ, nhưng đối thủ là Phương Thiền đã từng đánh bại nàng, phần thắng cũng đồng dạng không lớn. Mặc dù hiên viên hành đấu ở lượt thứ tư, nhưng cũng phải đấu với huyền thành la trùng vi, xem tình hình đối thủ này thì so với hai người bọn họ đỡ hơn một chút, nhưng cuối cùng phần thắng được bao nhiêu cũng chưa biết được. Vốn nghĩ ít nhất có thể có người sẽ vào được bán kết, xem ra bây giờ, muốn tranh đoạt một vị trí bát cường cũng khó khăn. Nếu Thanh Dương thành dừng bước tại bát cường, thành tích này còn không bằng lúc Đỗ Thanh Dương là thành chủ, Thứ nhất không giành được giải thưởng huyền thành, thứ hai gã thân là thành chủ, uy nghiêm ắt cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng gã không phải là kẻ chỉ thỏa mãn du du ở một góc trời. Dựa theo lệ cũ, huyền đấu sĩ đứng đầu của các thành không phải sau cuộc chiến bát cường mới có thể gặp nhau, tại sao vòng này Thanh Dương thành Cốt Thiên Tầm đã phải đối chiến với Bạch Nham thành Phương Thiên? Lúc này, Lục Hoa phu nhân bỗng nhiên mở miệng hỏi. Khục khục, trước bát cường, các huyền đấu sĩ đứng đầu các thành sẽ không được sắp xếp đối chiến vốn chỉ là lệ cũ mà thôi, cũng không căn cứ quy định gì. hai người này là huyền đấu sĩ đứng đầu của hai thành lúc này gặp nhau cũng là do người tổ chức thi đấu sắp xếp an bài. khục khục, bất quá cũng vừa vặn. trong nửa đầu lịch thi đấu có trận chiến này đã gia tăng không ít người xem a. À. tần nguyên ho khan hai tiếng, mở miệng nói ra: ta xem hai trận huyền đấu trước, thế công cốt thiên tầm cũng rất sắc bén nha. lần này nàng đấu với phương thiền, có thể nói là một cuộc chiến báo thù nói không chừng chính tôn đạo hữu có khi lại mất đi một viên đại tướng A. Phù kiên liếc nhìn tôn đồ, thầm ý nói, thần dương nghe vậy, sắc mặt không thay đổi, trong lòng cười lạnh không thôi. Hội võ năm thành lần trước, cốt thiên tầm đã bại dưới tay phương Thiền trận chiến này phần thắng người nào lớn hơn, đã rõ ràng. Phù kiên đạo hữu nói không tệ, phương Thiền tiểu tử kia chỉ ngây ngốc ăn rồi ngủ say cả ngày, những năm này cũng không có tiến bộ, chỉ sợ lúc này trở thành đá kê chân cho cốt thiên tầm quý thành rồi. Tôn Đồ than thở nói, khóe miệng lại mang theo một tia vui vẻ. Khục khục, không chỉ trận này đáng chú ý, lúc trước Lệ Phi Vũ đứng xem cuộc chiến vô Trần với Dịch Lập Nhai, lúc vô Trần đánh trọng thương Dịch Lập Nhai tựa hồ hắn rất bất mãn, thế cho nên hai người đã bộc phát mâu thuẫn ngay tại chỗ, điều này tất cả khán giả đều thấy. Khục khục, vì vậy trận chiến của bọn hắn cũng rất được người xem chờ mong đấy, ta tin tưởng trận đấu này sẽ thu hút không ít sự chú ý a. À. Tần Nguyên chuyển chủ đề, ho nhẹ nói chương 910, có gì bản lĩnh? Phải nói vị đạo hữu lệ phi vô kia thật có đảm lược, mới lần đầu tham gia hội võ năm thành vậy mà thản nhiên tiếp nhận khiêu chiến của đệ nhất huyền đấu sĩ huyền chỉ thành. Hắn là người không tồi, đáng để thần thành chủ chú ý tài bồi. Ách quái nhìn lướt qua huyền đấu đài bên dưới, bất động thanh sắc nói. Tần Nguyên nghe xong, khuôn mặt vui vẻ không thay đổi, nhìn về phía thần dương với ánh mắt khó dò. Ách thành chủ nói đúng, thanh dương thành không thể so với ba thành khác, căn cơ còn chưa vững, cần phải tài bồi nhiều thêm cho những thành viên chủ chốt thần dương bên ngoài thì cười nói nhưng lòng lại lo lắng không thôi tuy gã nói thế nhưng trong nội tâm biết rõ phong vô trần chắc chắn sẽ không cho gã có cơ hội để bồi tài lệ phi vũ nên tất cả đều phải dựa vào chính bản thân của hắn với tình huống trên đài cao đám người hàn lập cũng không chú ý tới mọi người đều chú ý đến việc đặt cược đài chữ càn và đài chữ khôn cũng đã được kéo màn che lên ở đài chữ càn trận chiến giữa Chu Tử Nguyên và Cân Công thật sự không có gì hấp dẫn. Tỷ lệ đặt cược cực thấp, vì vậy rất ít người tham gia đặt cược. Hầu hết mọi người tiến tới đặt cược ở trận của Hàn Lập và Phong Vô Trần. Hàn Lập và Phong Vô Trần, một người là người mới vô danh ở huyền đấu trường, nhiều nhất cũng chỉ được xem như là ngựa ô tiến vào 16 người mạnh nhất, còn một người thì danh tiếng đang thịnh, có chiến lược cao nhất ở một thành, tranh lệch giữa hai người rất rõ ràng, vì vậy tỷ lệ đặt Hàn Lập ăn cao hơn nhiều so với Phong Vô Trần tỷ lệ đặt cược ăn càng cao, phần thắng dĩ nhiên càng nhỏ, bởi vậy hầu như mọi người đều đặt cược cho Phong Vô Trần chiến thắng, lên đến 9 phần. Những người còn lại chưa đến một phần đặt cược cho Hàn Lập, đại đa số lúc trước đã xem qua hai cuộc thi đấu của hắn. Bọn họ đăng ký hắn, cũng không phải vì nhận ra hay tin tưởng thực lực Hàn Lập, mà chỉ mang ý nghĩ cầu may, đánh cược để kiếm một khoản thắng lớn. Trong tiếng gieo hò của người xem, Cốt Thiên Tầm và các huyền đấu sĩ không tham gia huyền đấu đều rút lui khỏi đài chữ càn và khôn, đi tới hai đài chữ tốn và đài chữ cấn trước khi rời đi cốt thiên tầm bỗng truyền âm cho hàn lập nói lệ đạo hiếu nếu như đủ khả năng kính xin gây trọng thương cho phong vô trần nếu được thì đánh chết hắn càng tốt sau đó tại hạ tất có trọng báo hặc hặc cốt đạo hiếu đúng là đề cao lệ mỗ rồi xem điệu bộ phong vô trần hắn cũng không có ý định nương tay với ta đã như vậy tự nhiên phải hết sức đánh rồi hàn lập cười trả lời về ân oán của cốt thiên tầm cùng huyền chỉ thành Hàn Lập cũng biết đôi chút, vì vậy cũng không cảm thấy kỳ quái. Vậy đợi tin vui từ lệ đạo hiếu, cốt thiên tầm dứt lời, liền nhảy ra xa, rơi vào đài chữ cấn. Trong đám người xem trên khán đài, đám người độc long tuy thương thế còn chưa khỏi hẳn, nhưng cơ bản đã tự hành động được, vì vậy hôm nay tất cả đều tụ tập đến đây, xem trận chiến của Hàn Lập và Phong Vô Trần. Trong mấy người, thương thế nặng nhất chính là Đồ Cương đã giao thủ với đoạn thông cùng dịch lập nhai giao thủ với Phong Vô Trần hai người này đều phải nhờ người khác giúp đỡ mới có thể leo lên khán đài ngồi. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, Diêu Ly nhìn về phía đài chữ khôn, nơi giao đấu của Hàn Lập, ánh mắt băng khuâng bất định. Ban đầu ở Thanh Dương Thành, bên trong huyền đấu trường, khi gặp Hàn Lập lần đầu tiên, vậy mà nàng nhìn không ra tên nhân tộc có tướng mạo bình thường có cái gì tốt mà lại được cốt thiên tầm coi trọng. Hiện tại xem ra, đích xác là bản thân không có mắt nhìn người, vị lệ đạo hữu này mạnh hơn tưởng tượng của nàng rất nhiều không lạ khi cốt thiên tầm sớm nhắc nhở nàng dù không thích cũng không được kết thù chọc tức hắn độc long đạo hữu người cảm thấy lệ đạo hữu có mấy phần thắng siêu ly hỏi độc long ở bên cạnh độc long ở bên cạnh nghe hỏi có chút lúng túng liếc qua dịch lập nhai rồi nói cái này thật đúng là khó nói lúc trước tại thanh dương thành vị lệ đạo hữu này cũng đã che giấu thực lực vì vậy ta cũng không nhìn ra hư ẩn giấu thực lực thì như thế nào Chính cốt thiên tầm cũng chưa hẳn là đối thủ của phong vô trần, bằng hắn mà muốn thắng sao. Si tâm vọng tưởng, tâm tình dịch lập nhai cực tệ, hư lạnh nói. Ha ha, bản thân đánh không lại liền nói người khác cũng đánh không lại. Lệ đạo hữu có thắng hay không ta không biết, nhưng cốt đạo hữu nhất định có thể thắng được gã phong vô trần này. Diệu ly sau khi nghe xong, cười lạnh một tiếng, không nể nang chút nào diễu cợt nói. Cốt đạo hữu trước phải thắng phương thiền rồi hãy nói chuyện khác. Dịch lập nhai khinh thường nói diệu ly nghe vậy lập tức cứng họng cảm thấy tức giận nhưng không cách nào phát tiết được năm đó có thiên tầm chính xác là bại bởi phương thiền hôm nay muốn thắng chỉ sợ rất khó hai vị không nên tranh chấp nữa hai trận huyền đấu đã bắt đầu rồi độc long ho nhẹ một tiếng nhắc nhở diêu ly hừ lạnh một tiếng tức điên mà khôn nói được câu gì lần này ta cũng muốn xem ngươi còn may mắn nữa hay không dịch lập nhai thấp giọng lẩm bẩm giải đạo nhân cũng ngồi trong đám người đi xem cách xa đám người độc long một chút gã nghe được dịch lập nhai nói lông mày cao lại quay đầu khẽ liếc qua lắc đầu cười khẽ hai tòa huyền đấu càn khôn tương đối xa bốn gã huyền đấu sĩ tham chiến đều đã đứng lên theo hiệu lệnh của hai gã trọng tài tiếng hoan hô dần nhỏ lại đài chữ càn chủ tử nguyên mặc một bộ cốt giáp trắng như tuyết tay nắm một cây cốt trường thương phía trên lập lòe hào quang hiển nhiên ẩn chứa lực lượng tinh thần vô cùng lớn chính là một kiện tinh khí cực kỳ cường đại cách xa gã trên đài là một người có thân hình to lớn cao khoảng hai trường, cơ bắp nhiều cao, toàn thân mọc một tầng lông tơ màu xanh, thoạt nhìn người này giống như một con khỉ lông xanh, chính là cận công cũng xuất thân từ huyền thành. Cánh tay phải y được bao bởi một cái bao tay bằng xương, tựa hồ làm từ loại da thú nào đó, khảm nạm từng khối tinh cốt lớn nhỏ, tuy rằng không đạt tới cấp bậc tinh khí, nhưng có vẻ uy lực cũng không tầm thường. Trọng tài bắt đầu đọc quy tắc, rất nhanh liền tuyên bố bắt đầu, sau đó thối lui ra khỏi huyền đấu đài. Giống, chỉ nghe cận công phát ra một tiếng gầm như dã thú song quyền nắm chặt, dậm mạnh chân. Âm một tiếng vang thật lớn, đại địa hơi chấn động, toàn thân cận công lập tức sáng lên hơn 80 huyền khiếu, một cỗ cương khí mạnh mẽ xông thẳng ra, càn quét về bốn phương tám hướng. Bao tay ở tay phải y cũng sáng lên một mảnh hào quang, lưu quang hội tụ ở đầu quyền, chiếu sáng rực rỡ. Đã nói với người rất nhiều lần rồi, khí thế tiết ra ngoài nhiều chỉ làm tổn thất uy lực của bao tay, ngoại trừ có chút đẹp đẽ, chẳng có tác dụng gì. Chu tử nguyên lạnh lùng đứng xem một màn này, mặt không thay đổi mở miệng nhắc nhở cận công nghe vậy sắc mặt hơi đổi hít sâu một hơi cương khí bên ngoài thân lập tức thu liếm rất nhiều thoạt nhìn giống như hậu kình không đủ đột nhiên như không còn khí lực nhưng chỉ cần là người sáng suốt có thể nhìn ra phiến tinh quang trên bao tay của y trở nên ngưng thực nội liếm hơn rất nhiều như vậy mới được đáng tiếc vẫn còn chưa đủ chu tử nguyên thấy thế gật đầu nhẹ nhưng lại lắc đầu nói cận công nghe xong trên mặt hiện lên vẻ đắng chát hai người bọn họ giống như đang luận bàn đọ sức thường ngày chứ không phải giao đấu trên huyền đấu trường chu tử nguyên thì chỉ điểm cận công tu luyện thoạt nhìn hết sức tự nhiên không có chút nào khác thường cả tốt rồi như vậy ổn rồi tới đây đi sau một lúc lâu chu tử nguyên mới nói ra gã nói xong cận công mới gật đầu nhẹ chân đạp từng bước xông thẳng tới trên khán đài người xem thấy thế lập tức hơi im lặng nhất thời hư thanh nổi lên bốn phía bên kia hàn lập cùng phong vô trần vẫn còn đang rằng co Phong vô trần mặc một bộ áo trắng như tuyết, trong tay vẫn là chuôi liễu diệp tế kiếm. Gã như người đứng, có vài phần xuất trần, khiến cho người xem trên khán đài trầm trồ khen ngợi. Hàn lập thì mặc một bộ hắc y ngắn gọn, hai tay hơi lồng vào trong tay áo, nửa khép nửa mở đứng nguyên tại chỗ, thoạt nhìn rất bình thản không hề hồi hộp. Trước khi động thủ, ta cho người cơ hội cuối cùng, quỳ xuống xin tha thứ, bằng không đợi lát nữa muốn mở miệng xin cũng không được. Phong vô trần nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt lạnh lùng. Muốn đánh cứ đánh, không cần nói nhảm quá nhiều." Hàn Lập vừa cười vừa nói, "Tốt, chính là ngươi muốn chết, không được trách người khác a." À. Thần Sắc Phong vô trần lạnh lẽo nói, vừa dứt lời, dưới chân gã sáng lên hơn 10 huyền khiếu, hai chân đồng thời nhảy lên. Trong nháy mắt thân hình tựa hồ biến mất ngay tại chỗ. Mọi người ở khán đài xung quanh xem không kịp, đều hoa mắt, phát ra một tiếng hô kinh hãi. Hào quang trong mắt Hàn Lập trở nên rạng rỡ, hắn thấy rõ ràng vô cùng trong nháy mắt hắn cũng chuyển động chỉ thấy trên hai chân hắn các huyền khiếu cũng sáng lên vũ hóa phi thăng công được vận chuyển chân hắn trở nên mơ hồ thân hình cũng biến mất ngay tại chỗ ngay khi thân hình hàn lập vừa biến mất chỗ hắn đứng trước kia truyền đến một hồi tiếng nổ đùng đùng mấy trăm đạo kiếm quang liễu diệp dài nhỏ trắng như tuyết ngay tại chỗ quấy nổ bể ra phong vô trần vừa mới hiện thân cũng không dừng lại cấp tốc đuổi theo hướng hàn lập vừa chạy lại một kiếm nữa vừa nhanh vừa tàn khốc đâm ra vô số lực lượng tinh thần ngưng tụ thành kiếm quang tạo ra một hình ảnh cực kỳ đẹp mắt. Trong nhất thời, trên huyền đấu đài hai bóng người mơ hồ, người đuổi ta né, chấp lên liên tục, kiếm quang nổ đùng như pháo vang lên không ngớt. Mới đầu thì rất náo nhiệt nhưng quá nhiều lần lại trở nên không thú vị, mọi người trên khán đài nhao nhao quát lên phản đối. Phong vô trần dừng bộ pháp, ngừng lại, hai mắt như muốn phun lửa gắt gao nhìn chầm chầm về phía xa, nơi đó hàn lập cũng ngừng lại. Lúc đầu gã tự tin lấy tốc độ bản thân cũng đủ để đánh giết Hàn Lập, kết quả không ngờ tốc độ của Hàn Lập cũng không chậm, gã dù miến cưỡng tăng tốc cũng không có ý nghĩa. Một mực tránh né có gì là bản lĩnh? Phong vô trần cười khẩy nói, một mực đuổi không kịp thì cũng có gì là bản lĩnh? Mặt Hàn Lập không biểu tình, vừa cười vừa nói, chương 911 bộc lộ tài năng, ngươi thối lắm, Phong vô trần giận tím mặt, hai tay cùng lúc bắt lấy chuôi kiếm, phân hai bên trái phải, chia ra thành hai thanh trường kiếm lá liễu. Hai tay y lắc nhẹ, hai cánh tay cộng thêm hai thanh trường kiếm đều lay động như liễu yếu trước gió. Hai thanh trường kiếm trong tay y liên tục lay động lại giống như cành liễu chập trần, từ đó chia ra từng trà cây mọc đầy lá liễu tươi tốt, vô số kiếm quang màu trắng tô điểm trên đó, khiến lá liễu càng thêm tươi tốt. Hàn lập thấy vậy, đồng tử hơi co rụt lại, nhưng thân hình không dám tùy tiện động trước. Vào lúc này, hai tay phong vô trần đột nhiên quất xuống. Mấy trăm đầu lực lượng tinh thần ngưng tụ thành cành liễu quất xuống vô số kiếm quang dày đặc lập tức như lá liễu theo gió mà lên, phô thiên cái địa nổ bắn về phía Hàn Lập. Lông mày Hàn Lập không khỏi nhảy lên, mũi chân điểm xuống mặt đất muốn lướt ngược về sau. Nhưng thân hình của hắn vừa mới khẽ động, kéo theo khí lưu quanh người thay đổi. Vô số kiếm quang lá liễu giống như được gió dẫn tới, tốc độ tăng vọt gấp mấy lần, lao thẳng tới. Mắt thấy lá liễu đầy trời sắp phủ xuống, tựa như một trận kiếm quang loạn vũ rơi xuống, không cẩn thận một chút sẽ rơi vào kết cục vạn tiễn xuyên tâm. Ngoài dự kiến của Phong Vô Trần là, trên mặt Hàn Lập cũng không lo lắng chút nào. Chỉ thấy một thứ lồng trong tay áo phải của hắn chậm rãi đẩy ra, tiểu thuẫn màu trắng bay vút ra từ tay áo, dựa vào một cỗ lực lượng tinh thần và khí tức huyết mạch dẫn dắt giúp nó lơ lửng cách người hắn ba thước. Tiểu thuẫn màu trắng rung động mạnh không thôi, bên ngoài được khắc 18 miếng đồ án tinh thần hào quang rạng rỡ, lập lè không thôi, phía trên giống như có một cỗ lực lượng bị áp chế từ lâu không thể thoát ra được. Ngao, trong nháy mắt kiếm quang lá liễu vung đầy trời, dường như có một tiếng long ngâm như ẩn như hiện vang lên. Quang mang tinh thần màu trắng trên tiểu thuẫn tăng vọt, một tầng huyễn quang màu trắng đột nhiên phát ra từ đó, hóa thành một tầng màn sáng tinh thần tựa như ảo mộng, bao phủ bên ngoài thân hàn lập. Phanh phanh phanh, một trận tiếng nổ giống như bão tố vang lên, vô số kiếm quang lá liễu từ bốn phương tám hướng phủ xuống, đập trên màn sáng tinh thần kia, gây nên từng trận giao động không gian kịch liệt. Lập tức màn sáng tinh thần không ngừng rung mạnh, quang mang tinh thần bên ngoài nhanh chóng tiêu tán như khói, theo đó toàn bộ màn sáng cũng có rút về trước người Hàn Lập, vốn cách cơ thể một trượng giờ chỉ còn lại hơn ba thước. Phong vô trần thấy thế, khóe miệng cong lên một vòng cười lạnh. Thân sắc Hàn Lập vẫn tự nhiên như cũ, căn bản không có nửa điểm lo lắng. Chỉ thấy tay trái hắn chắp sau lưng, tay phải bỗng đưa ra phía trước, năm ngón tay mở mạnh ra, trong miệng quát nhẹ một tiếng. Ngay sau đó, chỉ thấy quang điểm trên người hắn không ngừng lóe sáng. Huyền khiếu trước đó chưa từng lộ ra trước người khác giờ không ngừng sáng lên từng cái một, 54, 72, 85, 99. Thẳng đến khi huyền khiếu thứ 138 trên người Hàn Lập sáng lên trong nháy mắt, mặt trên tinh đấu thuẫn nhìn như từng bước bị áp chế lui về phía sau, giống như vật đổi sao rời, 18 chỗ đồ án tinh thần chấp liên tục, một đạo long ảnh từ đó đột nhiên hiển hiện giữa hư không. Ngao, một tiếng long ngâm vang lên, long ảnh dường như được tinh quang ngưng tụ thành, xông ra từ trên tinh đấu thuẫn. Nó đột nhiên biến lớn gấp trăm lần, xoắn quanh thân thể Hàn Lập, một bước lên trời. Long ảnh cuốn lên khiến không gian chấn động kịch liệt, hóa thành một vòng xoáy cường đại cuốn về bốn phương tám hướng. Toàn bộ những kiếm quang lá liễu rơi xuống đầy trời lập tức bị bắn ra, liên tiếp nứt vỡ giữa không trung, hóa thành từng điểm tinh quang tiêu tán mất. Toàn trường một mảnh xôn xao, điệu cười nơi khóe miệng của Phong Vô Trần cũng cứng đờ. 138 huyền khiếu, một tay Diêu Ly khẽ che miệng, kinh ngạc kêu lên. Làm sao có thể, hai mắt độc long trợn lên, cũng theo đó lộ ra thần sắc kinh hãi dịch lập nhai thấy thế tay giấu trong tay áo đột nhiên nắm nhanh lại sắc mặt trở nên phức tạp dị thường trên đài chữ cấn tú quyền cốt thiên tầm nắm chặt khóe miệng không khỏi hiện lên chút ý cười trên đài cao thần kinh luôn căng thẳng của thần dương thoáng buông lỏng vài phần trong miệng chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí thân thể nhích lại chỗ tựa lưng trên ghế đá phía sau y luôn biết hàn lập ẩn tàng không ít thực lực nhưng rốt cuộc mạnh mẽ bao nhiêu thần dương cũng không rõ thậm chí hàn lập biểu hiện lần lượt khiến thần dương cũng sinh ra một loại ảo giác, giống như chỉ cần hàn lập nguyện ý, huyền khiếu liền có thể liên tục tăng lên. Vị lệ đạo hữu này rất am hiểu ẩn giấu thực lực nha, thẳng đến lúc này mới triển lộ ra thực lực, ngược lại khiến người ta kinh ngạc. Ách quái thấy thế, lông mày khẽ nhướng lên, cười nói. Ách thành chủ chê cười rồi, vị lệ đạo hữu này giống cốt thiên tầm đạo hữu, đều là lực lượng trung kiên của thanh dương thành ta. Thần dương không giải thích nhiều, nói, khổ, giấu đầu lòi đuôi như vậy sẽ không phải là gian tế khôi thành phái tới chứ. Thần thành chủ cũng đừng vì nhỏ mất lớn, khiến người khác lọt vào âm mưu a. À. Tần Nguyên ho nhẹ một tiếng, quái gở nói, tần thành chủ không có chứng cứ thì đừng ăn nói lung tung, nếu không đừng trách thần mỗ sao không khách khí. Sắc mặt thần dương phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Khổ khổ, ta cũng muốn nhìn một chút xem thần thành chủ không khách khí thì thế nào, chẳng lẽ muốn động thủ ở đây sao? Tần mỗ đương nhiên phụng bồi ngữ khí tần nguyên bất thiện nói. Hai người phù kiên và tôn đồ thấy thế, không nói lời nào, một bộ dạng tọa sơn quan hổ đấu. Mà lục hoa phu nhân từ đầu đến cuối cũng không nhìn thần dương và tần nguyên, chẳng qua ánh mắt không chấp nhìn về phía thân ảnh trên đài chữ khôn kia. Hồ đồ, thanh âm ách quái chuyển lạnh, đột nhiên lên tiếng. Cùng lúc đó, huyền khiếu trên thân gã cũng không sáng lên, nhưng lại có một cỗ uy áp cường đại vô hình phóng ra, dường như trong nháy mắt từ một hán tử thôn dã dung mạo tầm thường biến thành một đế vương khiến trăm vạn người quỳ dạp. Thần Dương và Tần Nguyên cũng không tính động thủ, gần như đồng thời thu khí thức vào, nói ách thành chủ, bớt giận. Ách quái nghe vậy, duy trì một lát, thần sắc bỗng thả lỏng xuống, nói Tần Nguyên đạo hữu chỉ trêu đùa, thần Dương đạo hữu chờ để trong lòng. Trong thành người có lương tướng như vậy cũng là phúc của huyền thành chúng ta. Lời ách thành chủ nói rất đúng, đám người tôn đồ nghe xong, nhao nhao lấy lòng nói. Lục hoa phu nhân không thèm để ý chút nào với náo nhiệt bên người, ánh mắt vẫn nhìn chầm chầm động tĩnh trên đài chữ khôn. Trên thực tế, giờ phút này đại đa số ánh mắt mọi người đều tập trung về bên này, dù sao so với đài chữ cản thi đấu cùng thành bên kia, chém giết nơi đây rõ ràng mang theo mùi thuốc súng, thoạt nhìn càng thêm kịch liệt đã ghiền. 138 huyền khiếu, vậy thì sao? Phong vô trần cười mỉa mai một tiếng, thân hình lóe lên, không đứng nguyên tại chỗ công kích mà di chuyển nhanh quanh người hàn lập, tùy thời tìm sơ hở trong phòng ngự của hắn. Trường kiếm hai tay y vũ động không ngừng, kiếm thế càng thêm hung hiểm hơn trước, kiếm quang lá liễu càng thêm dày đặc đầy trời, uy lực cũng tăng mạnh không ít. Nhưng phòng ngự của Hàn Lập vẫn cẩn thận chặt chẽ, căn bản không có hiệu quả. Sắc mặt phong vô trần càng ngày càng khó coi. Đúng lúc này, thân hình của y vội dừng lại, hơn 150 chỗ huyền khiếu trên người liên tục sáng lên. Trên tế kiếm như lá liễu trong tay sáng lên tinh quang rạng rỡ, từ đó hiện ra vô số phù văn giống như tinh thần. Ngay sau đó, chỉ thấy một vòng sóng ánh sáng chói mắt màu trắng dập dần hiện ra trên tế kiếm, từng đạo tinh quang màu trắng buông xuống giữa không trung, giống như vạn sông quy hải tụ về phía tế kiếm lá liễu, phát ra tiếng run rẩy ông ông. Hàn lập liếc một cái đã nhận ra, chiêu này chính là chiêu lung trụ thuật trọng thương dịch lập nhai trước đó, thần sắc có chút nghiêm túc lại. Đi, chỉ nghe phong vô trần khẽ quát một tiếng, tay trái vung lên, chuôi tế kiếm lá liễu lập tức rời tay bay ra, hóa thành một đạo quang nhận vô cùng sáng chói, nổ bắn về phía Hàn lập. Quang nhận lướt qua, hư không vang lên không ngừng, đúng là tiếng sụp đổ không ngừng, so với trước kia không biết uy lực mạnh hơn bao nhiêu lần. Hàn lập thấy thế, quang mang trên 18 chỗ huyền khiếu do luyện đại lực kim cương quyết trên hai tay phát ra mạnh mẽ, hai tay giơ trưởng đẩy mạnh ra. Hào quang trên tinh đấu thuẫn phát ra mãnh liệt sáng như tuyết, lại như phồng to thêm vài phần, nghinh đón quang nhận màu trắng. ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vài kẽ nứt màu đen giống như mạng nhện hiện ra từ hư không, nơi quang nhận màu trắng va chạm với tinh đấu thuẫn, tinh quang nóng rực còn mạnh hơn liệt hỏa, nổ tung về bốn phía. Âm thanh xì xì không ngừng truyền tới, theo đó một tiếng rắc vỡ vụn rất nhỏ truyền ra. Hai mắt hàn lập sáng như đuốc, liếc mắt thấy giữa 18 chỗ đồ án tinh thần trên tấm thuẫn hiện lên một vết nứt nhạt, mảnh như sợi tóc. Theo vết nứt này, cả mặt tinh đấu thuẫn lập tức phóng xuất ra màn sáng tinh thần rung động mạnh, không thể bảo vệ cả người hắn bên trong giống như trước, bốn phía bắt đầu xuất hiện từng lỗ thủng hoặc lớn hoặc nhỏ. Trong mắt Phong Vô Trần hiện lên vẻ vui mừng, trường kiếm tay phải tiếp tục lay động như cành liễu. Lập tức vô số kiếm quang lá liễu bắn ra từ trên đó, hóa thành một trận kiếm vũ cuồng bạo dày đặc, ngang tàng đập xuống phía Hàn Lập. Màn sáng tinh thần cũng không cách nào ngăn cản toàn bộ, hơn trăm đạo kiếm quang từ trên rơi thẳng xuống, tức thì quần áo Hàn Lập bị đâm rách thành từng lỗ. Nhưng mà, xuyên qua quần áo rách nát, bên ngoài cơ thể Hàn Lập sáng lên một tầng chân cực chi mô lóng lánh, dưới sự cắt chém của kiếm quang lá liễu vẫn hoàn hảo bảo vệ cơ thể hắn không bị xé nứt. Phong vô trần khinh thường cười nhạo một tiếng, vốn hai tay cầm kiếm đổi thành một tay, 160 huyền khiếu toàn thân sáng lên, trên trường kiếm trong tay cũng rung động len ken, từ trong hiện ra từng quang điểm sáng ngời. Tinh khiếu, hàn lập thấy thế, trong lòng khẽ động, nhờ thần dương giải thích, sau đó lúc tế luyện tinh đấu thuẫn, hắn mới biết trên tinh khí còn có tinh khiếu tồn tại. Giống như người có huyền khiếu, số lượng tinh khiếu nhiều hay ít đại biểu cho cấp bậc cao thấp của tinh khí. Tinh khiếu càng nhiều, lực lượng tinh thần ẩn chưa trong tinh khí càng cường đại, nhưng cũng càng khó tế luyện hơn. Mà khi tu sĩ tế luyện tinh khiếu vượt mức phù hợp, sử dụng tinh khí cũng đạt đến tình trạng tự nhiên như điều khiển cánh tay. Đến lúc đó tinh khiếu trên tinh khí giống như huyền khiếu của tu sĩ, trở thành lực lượng tăng lên trụ cột tinh khí. Tổng cộng 18 tinh khiếu trên tinh đấu thuẫn, vì thời gian hàn lập tế luyện ngắn ngủi, trước mắt cũng chỉ có thể thúc giục 8 tinh khiếu trên đó hiển lộ uy năng đương nhiên còn xa mới bằng phong vô trần đã hoàn toàn luyện hóa tế kiếm lá liễu. Chỉ thấy trên trường kiếm trong tay y có 21 chỗ tinh khiếu phóng quang minh, nhờ đó khí thức trên người cũng tăng mạnh, dường như trong mắt cũng thêm vài phần cuồng nhiệt. Ngay sau đó, chỉ thấy thân hình y chấp động một cái, trong nháy mắt đã tới trước người hàn lập, trường kiếm trong tay y từ một góc độ quỷ dị phía dưới bên phải nghiêng về phía trước, chợt đâm về phía phần bụng yếu hại của hàn lập. Lúc trước trên tinh đấu thuẫn đã xuất hiện nhiều điểm sơ hở, đây là một điểm trong đó chương 912, tuyệt kỹ khiến bốn bể kinh động. Một chiêu này của phong vô trần vừa nhanh lại tàn nhẫn, làm hàn lập có loại cảm giác muốn tránh cũng không thể tránh được. Đồng tử hàn lập co rụt lại, bàn tay chợt co gấp lại, dùng tấm thuẫn trước mặt đón đỡ mũi kiếm âm hiểm kia. Mắt thấy cả hai sắp chạm vào nhau, cổ tay phong vô trần bỗng nhiên run lên, liễu diệp tế kiếm trong tay sáng lên mảng lớn đồ án tinh thần, mũi kiếm trong nháy mắt tựa như to lên gấp đôi, quanh thân bao phủ ánh sáng hình răng cưa, chảm kích lên viền dưới tấm thuẫn. Kết một tiếng giòn vang, vết dạn trên tiểu thuẫn màu trắng lập tức mở rộng ra, muốn nứt toát ra. Mi tâm hàn lập nhăn lại, quyết định thật nhanh vỗ vào tinh đấu thuẫn, toàn bộ cơ thể dựa thế lui về phía sau, tiếp đó lướt lên cao. Ngay sau đó, ầm một tiếng vang lên, tinh quang trên tiểu thuẫn màu trắng tối sầm lại, bỗng nhiên nổ tung, một đạo kiếm quang phóng lên trời, mũi kiếm như dán theo hàn lập phóng lên cao không. Lần này xem người tránh chỗ nào, thấy hàn lập lướt lên cao, trong mắt phong vô trần hiện lên một nụ cười âm mưu đã thực hiện được dưới chân đạp mạnh một cái trên mặt đất thân hình như mũi tên bắn thẳng lên cách hàn lập gần trăm trượng chỉ thấy huyền khiếu quanh thân gã cùng tinh khiếu trên thân kiếm đồng thời sáng lên toàn thân giống như được một tầng ánh sáng bao bọc một kiếm chém ra quanh thân bao phủ hết thảy lực lượng tinh thần trong nháy mắt tụ đến trên thân trường kiếm hóa thành một đạo kiếm quang cực kỳ trói mắt nổ bắn ra khoảng cách giữa hai người đã rất gần kiếm quang này lại mau lẹ tới cực điểm hàn lập liền sử dụng một chiêu thiên cân trụy làm cho thân hình hạ nhanh xuống nhưng căn bản cũng không kịp né tránh mắt thấy sẽ bị một kiếm xuyên thủng người xem trên khán đài thét lên một tiếng kinh hãi nguy rồi thần dương một mực quan sát tình huống bên này kinh hãi không thôi đám người tần nguyên thì thần sắc nhẹ nhõm không thèm để ý chút nào chiêu này chỉ sợ là tránh không khỏi rồi cốt thiên tầm không khỏi thở dài một tiếng tâm tình dịch lập nhai phức tạp sau này y đã biết rõ thực lực hàn lập mạnh hơn mình nên y cũng chẳng muốn hàn lập thất bại, ngược lại có chút hy vọng hắn có thể chiến thắng phong vô trần, đáng tiếc thế sự lại luôn không như ước nguyện. Lông mày giải đạo nhân nhíu chặt, im lặng không nói gì. Trong thế nhìn cân treo sợi tóc, nghĩ là làm ngay, huyền khiếu trên hai chân hàn lập đều sáng lên, hắn thúc giục vũ hóa phi thăng công đến cực hạn, mở ra 18 chỗ huyền khiếu, lập tức lực lượng tinh thần từ bên trong phun ra, nhìn như thực chất. Chỉ nghe rầm rầm hai tiếng trầm đục, hai chân hàn lập bỗng nhiên dẫm mạnh trong hư không, vốn tựa như không thể nào mượn lực từ hư không, vậy mà lực lượng tinh thần, do hắn cưỡng ép phóng xuất ra, đột một bị hắn đẻ ép xuống chấn động một cái, hắn liền mượn cỗ lực phản chấn này, thân hình đột nhiên nghiêng đi, cưỡng ép cải biến phương hướng. Trong thế suýt xảy ra tai nạn, trong nháy mắt cuối cùng hắn lại hiểm hiểm tránh khỏi một kiếm của phong vô trần vốn nhất định phải trúng. Làm sao có thể, phong vô trần thấy thế, kinh hô một tiếng. Trên khán đài vang lên thanh âm ủng hộ như núi thở biển gầm, tiếng kinh nghi cũng nổi lên bốn phía trên đài cao thần dương thở dài một hơi còn thần sắc tần nguyên lại trở nên khẩn trương lên tiểu tử này quả nhiên không để cho ta thất vọng có chút ý tứ a à. lục hoa phu nhân gật đầu nhẹ âm thầm trầm ngâm nói thần sắc trên mặt ách quái không có chút biến hóa nào chỉ bình tĩnh nhìn một màn trên đài chữ khôn còn đài chữ càn bên kia vốn là trận huyền đấu nhạt nhẽo như nước hầu như không ai chú ý tới nguy cơ hàn lập được giải trừ hắn cũng không trốn chạy nữa ngược lại thân hình chuyển một cái, trực tiếp đạp không bổ nhào thẳng đến hướng phong vô trần. Lần này, đổi cho người tiếp ta một chiêu, hàn lập quát lớn một tiếng, tiếng nói hạ xuống, trên người hắn lại lần nữa rung động phanh phanh, quyền khiếu trên người liên tục sáng lên, số lượng vậy mà xông thẳng đến 180 chỗ. Lần này, đừng nói là khán giả bình thường trên khán đài, chính là đám người trên đài cao cũng đã có vẻ ngồi không yên, thần sắc từng người đột biến nhìn lại hướng hàn lập bên này. Hàn lập mạnh mẽ, đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Ngay cả Ách Quái một mực thần sắc lạnh nhạt, lúc này lông mày cũng hơi gảy nhẹ một chút không ai biết, ánh mắt nước nhìn Thần Dương một cái, tựa hồ muốn từ trên mặt gã nhìn ra một chút gì đó. Thần Dương tựa hồ cũng chú ý tới ánh mắt Ách Quái, ánh mắt đón nhận đối phương, cũng mỉm cười. Thật ra gã đồng dạng cảm thấy tâm thần rung động mạnh, nhưng vẫn dựa vào tố chất tâm lý cường đại, áp chế hết thảy khiếp sợ trong lòng, làm ra bộ dạng đã sớm biết rõ thực lực của Hàn Lập. Trên đài chữ Khôn Phong vô trần nhìn rậm rạp chẳng chịt huyền khiếu trên thân hàn lập, trong mắt hiện lên một vòng sợ hãi, nhưng nước đã đến chân, gã đã không cách nào tránh nữa, cũng quyết không thể tránh. Chỉ có được ăn cả ngã về không, dù hy sinh một chút cũng sẽ không tiếc. Nghĩ đến đây, phong vô trần cuồng loạn gầm lên một tiếng, hai tay đột nhiên ra một chiêu, một chuôi liễu diệp tế kiếm khác cũng bay vụt quay về, hợp nhất với thanh trường kiếm kia, mặt ngoài sáng lên hơn 40 tinh khiếu, từ trong tuôn ra một cỗ lực lượng tràn đầy tinh thần. Cùng lúc đó, 168 chỗ huyền khiếu trên người gã cũng tỏa sáng hào quang, hầu như tất cả lực lượng đều vận chuyển tuôn ra, thuận theo thân trường kiếm điên cuồng phóng ra. Lực lượng tinh thần lực ngưng tụ thành một thanh tinh quang cửa kiếm, nghênh đón Hàn Lập. Lúc này Hàn Lập lại rất bình tĩnh, hắn yên lặng vận chuyển thiên sát trấn ngục công, bạch quang lưu chuyển quanh thân, thân thể ở giữa không trung bày ra một tư thế vô cùng cổ quái, thân hình đảo ngược xuống phía dưới, huyền khiếu trên tay phải sáng lên dày đặc hào quang rạng rỡ dựng thẳng lên một trường đẩy mạnh xuống phía dưới. Chỉ thấy tốc độ bàn tay đẩy xuống không nhanh không chậm, lòng bàn tay đè xuống dưới một tấc, hư không bốn phía liền bị lõm xuống, mảng lớn phiến không gian xung quanh bị ép ngược ra, chính giữa dần dần có âm thanh như sấm, là thanh âm do hư không bị nghiền nát. Trong nháy mắt ngay trước khi hai vật này va chạm nhau thì bàn tay của hắn vừa vặn xuất ra hoàn chỉnh. Vô trần, không thể, sắc mặt tần nguyên đại biến, thân hình bạo khởi, vội vàng quát lớn nhưng giờ khắc này, đã trễ, bàn tay Hàn Lập đã đụng vào mũi kiếm phong vô trần. Tạch tạch tạch, một hồi thanh âm liên tục vang lên không ngừng, chuôi tinh quang cửa kiếm nứt gãy từng khúc, nổ tung vỡ nát ra, hóa thành vô số tinh phấn trắng muốt tiêu tán ra. Tiếp đó, hai thanh liễu diệp trường kiếm trong tay phong vô trần cũng dạn nứt ra từng khúc, biến thành mảnh vỡ. Một trường Hàn Lập xuyên qua thân kiếm, đánh lên vai phong vô trần. Trang phục bên ngoài phong vô trần trong nháy mắt bạo liệt ra, trên thân vẫn còn mặc một bộ áo giáp màu trắng tạo hình cổ xưa, phía trên có vô số tinh quang nhẹ nhẹ phun ra, hóa thành một màn sáng hộ thể ngăn chặn bàn tay Hàn Lập. Chỉ nghe ầm um một tiếng vang thật lớn, tầng màn sáng kia ầm um ầm um nổ tung, áo giáp trên người Phong Vô Trần cũng theo đó nứt toác ra, đầu vai cùng cánh tay bên phải đồng thời nổ tung thành một đoàn máu tươi đỏ thấm chói mắt bắn ra tung tóe, triệt để nát bấy. Phía sau lưng gã cũng chấn động ầm um ầm, um, tóc dài rối tung, khóe miệng phun máu tươi, cuối cùng triệt để ngất đi toàn bộ huyền đấu đài cũng theo đó chấn động ầm ầm phía ngoài bởi vì có đại lượng tinh cốt phòng hộ gia trì bao phủ lên một mảnh hào quang mông lung đài thi đấu dù chưa trực tiếp nổ bể ra nhưng cũng đã trực tiếp lõm xuống ba thước phía trên sinh ra vô số vết rạn như mạng nhiệt hàn lập vẫn còn nhớ kỹ lúc trước cốt thiên tầm nhờ vả hắn tay phải chợt nắm chặt quyền phóng một bước về phía phong vô trần tên nhãi danh ngươi dám một tiếng hét to vang lên từ trên cao một đạo nhân ảnh rơi thẳng xuống Nguyên bản huyền đấu đài lung lay sắp đổ liền vang lên tiếng ầm ầm hóa thành vô số đá vụn rơi lả tả Hàn lập chăm chú nhìn lại đã thấy Tần Nguyên đang mặt tràn đầy tức giận nhìn về phía hắn sát ý trong mắt nồng đậm nhìn thấy mà giật mình ngay sau đó lại có mấy đạo lưu quang từ trên cao rơi xuống đúng là đám người ách quái tất cả đều bay xuống vừa tiếp đất thần dương lập tức đứng ở bên cạnh Hàn lập ách thành chủ đối thủ còn chưa nhận thua trận huyền đấu này vẫn không thể coi là xong a không biết tần nguyên thành chủ làm vậy là có ý gì hàn lập chắp tay thi lễ biết mà còn hỏi lệ đạo hữu cao hơn một bậc dĩ nhiên là đã thắng không bằng khoan dung độ lượng tha cho hắn một lần được chứ ách quái ôn hòa cười cười mở miệng nói ra thành chủ đại nhân đã mở miệng vãn bối không dám chối từ hàn lập thu liếm chiến ý cả người thối lui ra sau lưng thần dương một chút tần nguyên cúi người ôm phong vô trần vào trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ màu đen đổ từ trong ra mấy viên đan dược màu đỏ đút vào trong miệng gã, sau đó bế gã lên. Ách thành chủ, xin phép ta đi trước một bước, lúc này tần nguyên chẳng ho khan một tiếng nào, mở miệng nói ra. Đi đi, ách quái gật đầu nhẹ nói ra, mọi người trên khán đài bị một màn bất thình lình này, khiến cho không biết phải làm sao, lúc này mới kịp phản ứng, có người dẫn đầu, hư thanh liền nổi lên bốn phía, nhao nhao biểu đạt thái độ bất mãn đối với việc tần nguyên cắt ngang trận đấu. Lo lắng sẽ bị loạn, việc này tần đạo hữu làm sai, chỉ có điều cũng hợp tình lý, sau đó ta sẽ nói hắn đền bù tổn thất cho thanh dương thành các ngươi ách quái không để ý đến phản ứng trên khán đài nói với thần dương cùng hàn lập đa tạ ách thành chủ thần dương vội ôm quyền nói ra hàn lập cũng cùng theo đó chắp tay tốt rồi trận tỉ thí kế tiếp còn phải tiếp tục đừng để ảnh hưởng đến đằng sau ách quái dứt lời quay người nhảy lên một lần nữa về lại trên đài cao tôn đồ cùng phù kiên liếc nhau trong mắt hai người cùng hiện lên một tia ý vị không hiểu cũng theo đó quay trở về đài cao lệ đạo hiếu, khổ cực rồi. Sau trận chiến này, người thành danh rồi, trước thành chủ của thần mỗ coi như an tâm ngồi thêm phân nửa rồi, sau tất có hậu báo. Thần dương âm thầm truyền âm nói ra, không sao, là hắn khiêu khích ta trước, ta mới ra tay tàn nhẫn với hắn một chút, không gây phiền toái cho thần dương đạo hiếu là tốt rồi. Hàn lập cười trả lời, lệ phi vũ, lệ phi vũ, từng tiếng gieo hò nhiệt liệt vang vọng toàn bộ tu la trường. Bên kia đài chữ càn, bởi vì bị giữa đài cao ngăn cản, không cách nào nhìn thấy tình huống cụ thể bên này. Mà Chu Tử Nguyên cùng cận công đánh nhau nửa thật nửa giả, nhưng đối với động tính của trận đấu bên này của Hàn Lập, gã vẫn cẩn thận lắng nghe. Giờ phút này thấy bên kia đã kết thúc, gã nơi đây cũng không muốn kéo dài nữa, chỉ đưa tay đánh ra một quyền, liền đánh tu sĩ huyền thành cận công rất xuống huyền đấu đài, trong cả quá trình căn bản không sử dụng cốt thương trắng như tuyết trên tay. Hai cuộc chiến đấu, một trận bình thản, một trận sục sôi vô cùng thê thảm, cuối cùng cũng hạ màn. Qua ước chừng hai canh giờ sau, hai trận huyền đấu khác lại tiếp tục tiến hành. Trên đài đấu chứ càn không bị ảnh hưởng gì, vẫn có thể tiến hành như thường, nhưng cốt thiên tầm cùng phương thiền giao chiến ở đài chữ khôn, lại bởi vì một hồi huyền đấu vừa rồi gây tổn hại nghiêm trọng, tạm thời không thể sử dụng. Trận huyền đấu của hai người bọn họ đành phải đổi qua đài chữ cấn. chương 913, tinh khí trong truyền thuyết, trên đài chữ cấn, cốt thiên tầm cùng phương thiền đứng đối đầu nhau. Tại vòng thứ ba huyền đấu sĩ đứng đầu hai thành đã gặp nhau quyết đấu, tự nhiên làm mọi người hết sức chú ý, bốn phía khán đài cơ hồ không còn chỗ ngồi, tất cả mọi người đều trông ngóng trở thấy phong độ của hai người. Ở dưới đài, Hàn Lập đã tìm một chỗ tương đối ít người, lặng lặng nhìn lên trên đài. Phương Đạo Hiếu, qua trận chiến năm đó tiểu nữ đã thu hoạch được rất nhiều ích lợi, vốn tưởng rằng phải tiến vào vòng bốn mới có thể gặp được ngươi, không ngờ bây giờ đã có thể cùng ngươi phân cao thấp rồi. Cốt thiên tầm nhìn Phương Thiên, trên mặt không vui không buồn, nói từng chữ từng câu. Ừ, có thể tranh cao thấp cùng cốt đạo hiếu, phương mỗ cũng thật cao hứng. Phương thiền giờ phút này đã hoàn toàn không còn bộ dạng ngu ngơ ngây ngốc nữa, hai mắt đại thịnh tinh quang, toàn bộ người ngẩng cao tản mát ra chiến ý. Bắt đầu, trọng tài một bên liếc nhìn hai người, cao giọng tuyên bố. Vừa dứt lời, cốt thiên tầm đạp mãnh liệt một cái lên mặt đất dưới chân. ầm ầm một tiếng trầm đục, mặt đất nổ ra một cái hố lớn, thân hình của nàng giống như tên bắn ra từ nỏ, trong nháy mắt liền bay qua khoảng cách vài chục trượng, đến trước người Phương thiền, nắm đấm nhỏ nhắn xinh xắn trắng như tuyết hạ xuống, hung hãn tấn công trước. Phía trên cánh tay của nàng sáng lên chi chít hai ba mươi huyền khiếu, một cỗ lực lượng cường đại vô hình bỗng nhiên bộc phát ra. Không khí trong phạm vi mấy trượng trong nháy mắt bùng nổ, bắn ra như tiếng ngựa hí đáng sợ, uy thế so với cái ngày đối mặt Đỗ Thanh Dương còn muốn lớn hơn nhiều. Xa xa trên đài cao, thần Dương thấy cảnh này, lông mày cũng nhíu một cái. Phương Thiền có thiên phú đặc biệt, không những có loại sóng âm công kích, mà lực lượng thân thể cũng cực kỳ cường đại, trong số người ở hội võ năm thành, gã chỉ kém huyền thành chu tử nguyên, có điều tốc độ hơi chậm chạp một chút. Cốt thiên tầm tấn công chính diện như thế, không khác gì lấy ngắn kích dài, nên triển khai thân pháp, tìm chỗ sơ hở công kích mới đúng. Trong mắt tôn đồ cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức hai hàng lông mày cao lại, trong mắt chấp động dị sắc. Trên mặt phương thiền cũng hiện lên một tia kỳ quái, nhưng phản ứng cũng không chậm, cánh tay phải khẽ động, bỗng nhiên trở nên mơ hồ, lập tức một nắm đấm đen nhánh nhanh như điện oanh kích ra. Trong chốc lát, hai nắm đấm một đen một trắng đụng vào nhau. Một tiếng nổ đùng vang dội, lực lượng trùng kích cường đại từ giữa hai người bộc phát ra. Phương Thiền biến sắc, thân thể liên tục lui về phía sau, đạp 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 liền lùi lại ba bước, mỗi một bước dẫm in trên mặt mặt đất một dấu chân thật sâu, mặt đất xung quanh lại thêm dạn nứt. Đám người thần dương, tôn đồ chứng kiến cảnh này, sắc mặt cũng biến đổi, lộ ra vẻ khiếp sợ, người xem xung quanh lại càng ồn ào hơn. Nhưng thấy ống tay áo cốt thiên tầm điên cuồng run rẩy, xoẹt một tiếng trực tiếp bị xé rách, lộ ra cánh tay trắng như tuyết. Phía trên cánh tay của nàng, đeo một cái vòng tay bảy màu. Phía trên vòng tay có 21 quang điểm màu trắng chấp động, rõ ràng giống huyền khiếu như đúc. Vòng tay bảy màu hãm sâu trên cánh tay cốt thiên tầm, thoạt nhìn thật giống như sinh ra đã có sẵn rồi. Lúc này quang điểm màu trắng trên vòng tay bảy màu chấp động hào quang, nối thành một mảnh cùng hào quang huyền khiếu trên cánh tay cốt thiên tầm. Liên thể tinh khí, lục hoa đạo hiếu, người đã nghiên cứu thành công rồi. Ách quái nhìn thấy vòng tay bảy màu, trên mặt bình tĩnh lộ ra một tia biến hóa, nhìn về phía lục hoa phu nhân bên cạnh. Bỏ ra gần 10 vạn năm tìm tòi, cuối cùng cũng có thành quả. Lục hoa phu nhân cười tùm tìm nói, trên đài cao mấy người khác nghe vậy, thân thể đều chấn động. Trong mắt Hàn Lập hiện lên một tia dị sắc, sau đó nhìn mấy người trên đài cao một cái. Mấy người vừa mới nói chuyện cũng không sử dụng truyền âm, hắn cũng đã nghe được, đối với cái gọi là liên thể tinh khí kia, cũng là mới nghe lần đầu. Lệ đạo hiếu, liên thể tinh khí, là đem tinh khí tương dung một chỗ cùng với thân thể, gia tăng thêm lực lượng tinh khí lên trên thân thể. Khác với tinh đấu thuẫn của ngươi, sử dụng liên thể tinh khí chẳng những không có tiêu hao gì, ngược lại còn có thể gia tăng lực lượng thân thể, ví dụ như cái vòng tay kia của cốt thiên tâm, chẳng khác nào là tự dưng gia tăng thêm hai mươi mấy huyền khiếu lên trên người. Kỳ thật loại phương thức này, trước kia cũng chỉ là lời đồn đãi, chẳng qua chỉ là trên lý thuyết mà thôi." Thanh âm thần dương vang lên trong tai Hàn Lập, giải thích. Hàn Lập nghe vậy giật mình, liếc nhìn Khâm Phục Lục Hoa phu nhân, đồ vật thần kỳ như thế cũng có thể luyện chế ra, không hổ là đệ nhất luyện khí đại sư ở Tích Lân không cảnh. Có điều khi hắn nhìn kỹ, loại liên thể tinh khí này chỉ sợ không thể luyện chế dễ dàng như vậy, tài liệu sử dụng cho cái vòng tay cốt thiên tầm kia, có lẽ có quan hệ cùng huyết mạch Huyền Lân thải xả của mẹ nàng nếu không vật ấy có lẽ không cách nào tương dung được với cốt thiên tầm thuật luyện khí của lục hoa đạo hữu thật đúng là vô cùng kỳ diệu tôn mỗ bội phục có điều không biết đạo hữu và vị cốt thiên tầm này có quan hệ như thế nào vậy mà vì nàng luyện chế ra một món liên thể tinh khí như vậy tôn đồ nhìn về phía lục hoa phu nhân trong mắt hơi hít lại hỏi ta muốn luyện chế vũ khí cho người khác chẳng lẽ còn phải được tôn thành chủ cho phép sao ánh mắt lục hoa phu nhân quái dị không chút khách khí cười lạnh nói tôn mỗ không dám lục hoa đạo hữu chớ nên hiểu lầm tôn đồ liếc nhìn ách quái một cái vội vàng cười làm lành nói lục hoa phu nhân hừ một tiếng không để ý tới tôn đồ nữa tiếp tục quan sát trận đấu không đề cập tới mấy người đàm luận trên đài cao trên huyền đấu đài sau một kích cốt thiên tầm không ngừng chút nào thân hình lần nữa nhào tới như điện cánh tay nàng run lên một dãy kim quang từ giữa hông bắn ra đó là một đoạn dây xích bằng xương màu vàng những dây xích xương này kết nối với nhau trong nháy mắt hóa thành một chuôi trường mâu màu vàng mũi thương màu vàng phát ra tiếng giết chói tai xuất ra từng đạo tàn ảnh đâm về mặt Phương Thiền Phương Thiền tuy rằng bị Cốt Thiên Tầm lấy lực lượng áp chế thần tinh lúc này lại không có vẻ sợ hãi nhục trí chút nào ngược lại chiến ý càng tăng trong mắt lóe lên tinh quang gã mãnh liệt đạp lên mặt đất dưới chân thân thể bắn ngược về phía sau đồng thời hai tay ở sau lưng vuốt xuống bóng đen lóe lên trong tay Phương Thiền cầm ra hai thanh búa lớn màu đen hóa thành hai đạo tàn ảnh màu đen đập lên trên mũi thương màu vàng kia. Keng một tiếng vang thật lớn, trường mâu màu vàng bị đẩy ra một cái. Lực lượng chấn động mãnh liệt trùng kích ra bốn phương tám hướng, mọi người xung quanh huyền đấu đài đứng không vững, cùng nhau lui về phía sau mấy bước. Vòng eo thân thể cốt thiên tầm xoay tròn phát lực, trường mâu màu vàng trong tay biến đổi phương hướng, từ đâm thẳng chuyển thành quét ngang, quét về phía eo bụng phương thiền, biến hóa cực kỳ tinh diệu. Phương thiền hét lớn một tiếng, thân thể quay tít một vòng, hai lưỡi búa trong tay, một thanh nghênh đón trường mâu màu vàng, một thanh bên kia trực tiếp bổ về phía cốt thiên tầm, vậy mà cưỡng ép phản công. Thân thể cốt thiên tầm nhoáng một cái mãnh liệt, lướt ngang về phía bên cạnh, đồng thời trường mâu màu vàng trong tay chuyển một cái, lập tức hóa thành một cái lồng có vô số hình ảnh mâu màu vàng lao về phía phương thiền. Phương thiền thấy thế không sợ chít nào, trực tiếp lao vào bên trong lồng ảnh mâu màu vàng kia, hai thanh búa lớn trong tay hóa thành hai đạo gió lốc màu đen, bay lượn quanh thân gã, ngăn trở trường mâu màu vàng công kích, đồng thời cũng liên tục phản công đấu pháp cuồng bạo cực kỳ hung ác so với con người bình thường lúc trước dường như đã thay đổi lúc này chỗ hai người chiến đấu tiếng kim loại va chạm nổ mạnh vang vọng dày đặc như mưa trong chớp mắt đã qua mấy trăm hiệp hai người toàn lực tấn công mạnh mẽ như vậy một bước cũng không nhường nhau kết quả rất nhanh cả hai đều đã bị thương miệng vết thương trên bụng cốt thiên tầm bị kéo lên một đường dài nửa xích trên người phương thiền cũng bị đâm hai vết thương lớn chẳng qua hai người đều không để ý tới chút nào, chỉ lo toàn lực công kích. Hình ảnh ánh sáng mâu và bố hiện lên liên tục, mặt đất thỉnh thoảng nổ tung lên từng cái hố lớn, toàn bộ huyền đấu đài lắc lư ù ù không thôi, tựa hồ không cách nào thừa nhận lực lượng của hai người. Hội võ năm thành bắt đầu đến lúc này, chưa có trận chiến nào kịch liệt như thế, mọi người xung quanh thấy được có chút sững sờ. Tuy rằng Phương Thiền tận lực muốn lấy lại thế thượng phong, nhưng giờ phút này lực lượng thân thể cốt thiên tầm lại hơn gã, mâu pháp càng tinh diệu, làm cho gã dốc hết toàn lực, nhưng vẫn mơ hồ ở thế hạ phong, không ngừng bị áp chế, rất nhanh bị ép lui đến tận mép đài huyền đấu. Trong mắt gã hiện lên một tia lo lắng, hai búa mãnh liệt quét ngang một cái, miễn cưỡng đánh văng trường mâu màu vàng ra. Sau đó gã há miệng, bỗng nhiên toàn bộ trên mặt hiện ra một tầng ánh sáng màu trắng, xung quanh mũi hiện ra từng quang điểm huyền khiếu, trong mũi phát ra một tiếng hử nặng. O, O, N, G một tiếng, một cỗ sóng âm màu trắng từ trong mũi gã xông ra, hiện ra hình quạt lao về phía cốt thiên tầm chụp xuống. Hiển nhiên cốt thiên tầm đã sớm dự liệu được chiêu này, vào lúc sóng âm màu trắng xuất hiện, trong nháy mắt thân hình lập tức biến thành một đạo tàn ảnh mơ hồ, lướt ngang qua phía bên cạnh. Sóng âm màu trắng trong nháy mắt khuếch tán mở rộng ra, tràn ngập phạm vi mấy trăm trường. Mọi người phía dưới đài cũng bị sóng âm màu trắng ảnh hướng đến, tuy rằng truyền ra xa như vậy làm sóng âm đã trở nên mỏng manh hơn rất nhiều, nhưng những người bị nó che phủ toàn thân lập tức run lên một hồi, tay chân cứng ngắc, hô hấp cũng theo đó dừng lại chỗ đứng của hàn lập cũng vừa đúng ở trong phạm vi bao phủ của sóng âm hắn cũng bị sóng âm kia che phủ toàn thân đờ đẫn hoạt động ngón tay cũng vô cùng khó khăn trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc cốt thiên tầm tuy rằng tránh nhanh nhưng vẫn không thể tránh đi hoàn toàn sóng âm màu trắng bị quét qua một cái liền bị ảnh hưởng sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch thân hình cứng đờ ngay sau đó bất quá sau một khắc mặt của nàng bỗng nhiên trở nên một mảnh huyết hồng trên thân thể cũng giống như vậy làn da rung rung không thôi dường như có cái gì tán loạn ở phía bên trong cơ thể thân hình cứng ngắc lập tức hồi phục lại trường mâu màu vàng trong tay như độc xà thổ tín bắn ra trong nháy mắt đâm vào bên hông phương thiền lung trụ thuật không đúng là cốt thiên tầm vận chuyển khí huyết đến cực hạn cưỡng ép tách ảnh hưởng của sóng âm ra khỏi thân thể dưới đài huyền đấu ánh mắt hàn lập lóe lên thì thào tự nói một tiếng chẳng qua hắn nhìn ra loại phương pháp này gây ra gánh nặng rất lớn đối với thân thể không biết thân thể cốt thiên tầm có thể trèo chống được bao lâu. Hiển nhiên Phương Thiền không có dự liệu được cốt thiên tầm bị dính sóng âm của gã, còn có thể lập tức phản kích, vội vàng tránh sang bên cạnh. Có điều phản ứng của gã chỉ hoãn phút chốc, xoẹt một tiếng, không thể hoàn toàn tránh thoát một kích này, bên hông bị kéo lên một vết thương sâu tới xương, máu tươi chen chúc tuôn ra. Hai mắt Phương Thiền đột nhiên trở nên một mảnh huyết hồng, trong cơ thể bỗng nhiên vang lên tiếng đùng đùng trầm đục, thân thể bành trướng kịch liệt, trong nháy mắt lớn lên gấp đôi, làn da trở nên một mảnh đỏ thấm, hiện ra từng sợi gân xanh vừa thô vừa to cùng với từng khối cơ bắp, run run rung động lắc lư không thôi. Toàn bộ cơ thể trong nháy mắt biến thành một con hung thú hình người, bỗng nhiên tản mát ra khí thức mạnh mẽ gấp bội, khí thế bừng bừng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, mấy chỗ miệng vết thương bên ngoài thân ngay lập tức nhanh chóng khôi phục. Đặc biệt kinh người là, những huyền khiếu trên người gã nở rộ ra bạch quang bỗng nhiên biến đổi, hóa thành màu huyết hồng, lập tức những huyết quang này hóa thành một đạo huyết sắc khí lưu quỷ dị, bay múa bao quanh thân thể gã. Không gian xung quanh run rẩy ông ông, phát ra tiếng rít xé gió dữ dội, toàn bộ huyền đấu đài cũng theo đó lắc lư, xuất hiện từng đạo vết rách, tựa hồ giờ phút này không cách nào thừa nhận lực lượng của Phương thiền Một màn này, làm cho tất cả mọi người xung quanh trên khán đài rối rít lùi lại hít một hơi khí lạnh. Trên đài cao, sắc mặt thần dương cùng tôn đồ đều có chút ngưng trọng, ngay cả trong ánh mắt ách quái yên tĩnh như giếng nước, cũng xuất hiện một vòng hứng thú. chương 914, đột nhiên gián đoạn, cái này vốn ta định dùng để đối phó chu tử nguyên đấy cốt thiên tầm là do ngươi tự tìm đường chết vậy để cho ngươi nếm thử trước hai con người huyết hồng của phương thiền hiện ra thú tính âm thanh hung dữ cuồng tiếu sắc mặt cốt thiên tầm hờ hứng giống như không thấy đối phương biến hóa như ve sầu thoát xác thừa dịp gã đang biến thân trong nháy mắt thân hình nàng nhoáng một cái xuất hiện sau lưng gã trường mâu màu vàng trong tay hóa thành một đạo kim ảnh đâm vào hầu tâm gã nhưng trường mâu màu vàng vừa đụng một cái đến huyết sắc khí lưu bên ngoài thân phương thiền lập tức bị ngăn cản lại hơn nữa không khống chế được trượt qua một bên cánh tay phương thiền thô nhám như thùng nước nhanh như tia chớp phung ngược lên đại phủ màu đen hóa thành một đạo bóng đen chém vào phía trên trường mâu màu vàng leng keng một tiếng vang thật lớn hai cánh tay cốt thiên tầm run lên lòng bàn tay tê dại trường mâu màu vàng cơ hồ muốn đánh bay rời khỏi tay thân thể lảo đảo lui về phía sau phương thiền trong nháy mắt quay người bay nhào tới hướng cốt thiên tầm tốc độ thình lình tăng nhanh hơn rất nhiều hầu như trong nháy mắt đã đến hai lưỡi búa trong tay hung hăng chảm xuống huyết sắc khí lưu trên người gã vọt lên hai lưỡi búa lập tức hóa thành hai tấm lụa huyết sắc phá không chảm xuống hướng cốt thiên tầm những nơi đi qua không gian điên cuồng run rẩy cốt thiên tầm dưới tình thế cấp bách chật vật lách mình tránh né ầm ầm một tiếng vang thật lớn hai tấm lụa huyết sắc hầu như chảm sượt qua thân thể cốt thiên tầm chảm xuống huyền đấu đài toàn bộ huyền đấu đài tựa như đậu vũ bị chém thành hai nửa sụp đổ xuống ầm ầm tất cả mọi người lui về phía sau không được để ảnh hưởng đến trận đấu ách quái đứng lên cất giọng nói đám người phụ cận huyền đấu đài nghe nói thế lập tức thối lui sau hàn lập cũng theo đám người thối lui ra xa một chút huyền đấu đài tuy rằng sụp xuống chiến đấu giữa cốt thiên tầm cùng phương thiền cũng không dừng lại phương thiền giờ phút này giống như một chiến ma điên cuồng hai lưỡi búa điên cuồng loạn chảm thế công phát ra như mưa to gió lớn. Cốt thiên tầm không dám đón đỡ, kiệt lực tránh né. May mắn giờ phút này huyền đấu đài đã bị hủy, phạm vi chiến đấu được mở rộng ra, cũng đủ cho nàng di chuyển tránh né. ầm ầm ầm, mặt đất bị chém ra từng khe hở lớn, đá vụn nổ văng tứ tán, người xem trên khán đài cũng nhao nhao kinh hô né ra xa hơn, e sợ bị trận chiến ảnh hưởng đến. Xa xa trên đài cao, trong mắt thần dương tràn đầy vẻ khẩn trương, hai tay nhịn không được siết chặt, thần tình tôn đồ cũng ngưng trọng như nước trên mặt lộ vẻ lo lắng nhìn xuống phương thiền hặc hặc thống khoái thống khoái thần tình phương thiền càng thêm điên cuồng ngửa mặt lên trời cuồng tiếu công kích càng thêm điên cuồng huyết quang phủ ảnh đẩy trời giơ tay nhấc chân như tạo ra từng trận sóng dữ mà cốt thiên tầm phảng phất như thuyền lá nhỏ trong sóng dữ tùy thời đều có thể bị lật đổ nhưng mỗi lần đang trong lúc nguy cấp lại hiểm hiểm tránh thoát một đôi mắt lành lạnh gắt gao nhìn chằm chằm vào phương thiền chết 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 Phương Thiền trải qua công kích liên tiếp như mưa to gió lớn, huyết sắc khí lưu trên người đã mỏng manh hơn không ít, tựa hồ nóng lòng chém chúng cốt thiên tầm, trong tiếng giống giận dữ, hai lưỡi búa một trái một phải chém ngang cốt thiên tầm, huyết sắc khí mang nổ bắn ra. Ánh mắt cốt thiên tầm bỗng nhiên sáng ngời, thân thể đột nhiên uốn éo, lấy một tư thế cực kỳ quái dị hiểm hiểm tránh thoát hai búa phách chạm, lập tức lao thẳng tới phía trước, trường mâu màu vàng trong tay như độc long xuất động, bạo đâm ra. Trường mâu hóa thành một đạo kim ảnh, lách qua khe hở giữa hai thanh cự phủ đâm tới, hơn nữa cấp tốc xoay tròn, thình lình xuyên thủng những huyết sắc khí lưu kia, điểm đến cổ họng Phương Thiền. Hặc hặc, người bị lừa rồi. Phương Thiền bỗng nhiên điên cuồng cười một tiếng, cánh tay mơ hồ một cái, hai lưỡi búa trống rỗng xuất hiện trước người, len ken một tiếng đỡ trúng trường mâu màu vàng. Lập tức trong mũi gã hừ lạnh một tiếng, một cỗ sóng âm màu trắng nồng đậm hơn so với vừa rồi phun ra, bao phủ đến hướng cốt thiên tầm. Cùng lúc đó, huyết sắc khí lưu trên người phương thiền cũng đột nhiên biến đổi hóa thành từng mũi tên huyết sắc nổ bắn đến phía cốt thiên tầm hầu như bao phủ hết thảy phạm vi mấy trượng phía trước vào trong phạm vi công kích mỗi một mũi tên huyết hồng phá không phát ra thanh âm gào thét đáng sợ những nơi đi qua hư không biên cuồng run rẩy mơ hồ kéo lê từng đạo vết tích màu đen trên đài cao thần dương thấy cảnh này sắc mặt trầm xuống mà tôn đồ lại lộ vẻ vui mừng nhưng vào thời khắc này thân thể cốt thiên tâm chợt uốn éo phảng phất có ngoại lực lôi kéo nhanh chóng vô cùng lướt ngang qua bên cạnh, tiến nhanh theo một vòng cung bất khả tư nghị, vậy mà đều tránh thoát khỏi sóng âm lẫn huyết sắc khí lưu, trong nháy mắt xông qua bên hông Phương Thiền. Một màn xuất kỳ bất ý này làm cho Phương Thiền kinh hãi, vội vàng quay người lại, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ thống khổ, huyết khiếu bên ngoài thân tản mát ra huyết quang mạnh mẽ run lên, thân thể hơi cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét. Cốt Thiên Tầm thấy cảnh này, trong mắt lập lòe lãnh mang, trong cơ thể bỗng nhiên vang lên phanh phanh mấy tiếng trầm đục, hai cánh tay đột nhiên thô to ra gấp bội trường mâu màu vàng bắn ra như điện hóa thành một đạo tàn ảnh màu vàng lóe lên rồi biến mất đâm về phía huyệt thái dương phương thiền tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi sau khi phương thiền phát ra công kích vừa rồi huyết sắc khí lưu quanh người tiêu hao hơn nửa chỉ còn lại một tầng hơi mỏng phù một tiếng liền bị trường mâu màu vàng xuyên thủng tốc độ trường mâu màu vàng không giảm chút nào thân thể phương thiền giờ phút này cứng ngắc lập tức sẽ bị xuyên thủng đầu vào thời khắc này suy một tiếng vang nhỏ một đạo bạch quang hết sức nhỏ hiện lên, dường như một đám tơ màu trắng dính lên trường mâu màu vàng. Trường mâu màu vàng như gặp phải trọng kích, chấn động kịch liệt, bị đẩy ra bên cạnh. Sắc mặt Cốt Thiên Tầm biến đổi, hai tay vội vàng nắm chặt trường mâu, quay đầu nhìn lại đài cao phía xa xa, không có ra tay tiếp nữa. Tỷ thí đến đây là kết thúc, vừa đến thì dừng, trận chiến này Thanh Dương thành Cốt Thiên Tầm chiến thắng. Trên đài cao, ách quái buông cánh tay xuống, đầu ngón tay chậm rãi tản đi bạch quang, trong miệng nhàn nhạt, nhạt nói ra: ánh mắt cốt thiên tầm lóe lên vẫy tay thu hồi trường mâu màu vàng trường mâu suy một tiếng một lần nữa hóa thành một sợi cốt xích màu vàng đất sau đó quấn quanh bên hông nàng giờ phút này thân thể phương thiền cũng đã khôi phục lại hai tay điểm liên tục lên người mấy cái chỉ nghe trong cơ thể gã vang lên một hồi ken két thân hình cao lớn nhanh chóng thu nhỏ lại sau mấy hơi thở đã khôi phục nguyên trạng chỉ là sắc mặt vẫn còn trắng bệch trận chiến này là ta khinh địch rồi chỉ có điều trận tái chiến lần sau tuyệt sẽ không có kết quả này Phương Thiền nhìn thật sâu cốt thiên tầm một cái, quay người đi về phía xa. Tình huống chiến cuộc đột nhiên nghịch chuyển, người xem vây quanh ngây ngốc một lát, tiếp đó mới bộc phát ra tiếng hoan hô rung trời, cũng không ít người hô to tên cốt thiên tầm. Đám người thanh dương thành thấy cảnh này, đều đại hỉ, lập tức một loạt đi lên, vây cốt thiên tầm vào giữa, nhao nhao mở miệng chúc mừng. Hàn lập nhìn cốt thiên tâm đang được mọi người vây quanh, trong đầu hồi tưởng lại lúc cuối nàng tránh né một cách quỷ dị, như có điều suy nghĩ. Trên đài cao, trên mặt thần dương lộ ra nét hưng phấn không kìm nén được. Ngày hôm nay hai trận chiến vậy mà đều thắng lợi, thực sự vượt quá dự liệu của gã. Lục hoa phu nhân thì tay về mũi, trên mặt cũng lộ ra một tia mừng rỡ. Phương thiền bị thua ngoài ý muốn, trên mặt tôn đồ tuy rằng khó coi, nhưng cũng không có quá phận thất thố. Đa tạ thành chủ xuất thủ cứu giúp tiểu đồ, tôn đồ lập tức đứng lên, chắp tay cảm ơn ách quái. Thực lực lệnh đồ không kém, càng có thiên phú bẩm sinh khác, chính là nhân tài hiếm có của huyền thành ta, tự nhiên phải cứu giúp rồi. Ách quái khoát tay áo, nhàn nhạt, nhạt nói ra, tôn đồ nói lời cảm tạ một tiếng, rồi quay đầu nhìn thần dương một cái, nói một câu, thần thành chủ, chúc mừng, sau đó liền ngồi xuống. Vào thời khắc này, một nam tử áo đen mũi ưng âm kêu từ đằng xa bước nhanh tới, sắc mặt ẩn hiện vẻ lo lắng, thân hình nhoáng một cái bay vụt lên trên đài cao, tới bên ách quái nói nhỏ một câu. Sắc mặt ách quái biến đổi, bỗng nhiên đứng lên, dương mắt nhìn ra xa xa ngoài thành, thần tình cực kỳ lạnh lùng thành chủ đã phát sinh chuyện gì quan trọng sao đám người thần dương chứng kiến thần tình biến hóa của ách quái trong lòng cả kinh vội vàng hỏi vừa rồi nam tử mũi ưng dùng truyền âm chi thuật bọn họ cũng không nghe được chỉ là nhìn thấy ách quái biến sắc như vậy nhất định là đã xảy ra đại sự hội võ năm thành tạm dừng tất cả mọi người đều trở về chỗ ở của mình không được tùy ý ra ngoài thanh âm ách quái hùng vĩ bỗng nhiên cuồn cuộn khuếch tán trong tu la trường Mọi người trong tu la trường nghe nói thế, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ngốc đứng ở đó. Hai người đang chiến đấu kịch liệt trên đài chữ càn, nghe vậy, vẻ mặt cũng mở mịt dừng tay lại. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ bên trong tu la trường lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Nét mặt hàn lập kinh ngạc lóe lên rồi thu vào, lập tức nhướng mày, nhìn về phía trên đài cao. Các người từng người mang theo người của mình trở về biệt huyền, không được tự tiện đi lại trong thành. Ách quái không để ý đến mọi người trong tràng, nói một tiếng với đám người thần dương, sau đó thân hình sao nhoáng một cái, cứ như vậy tiêu thất trong hư không, ai cũng không thấy rõ gã rời đi như thế nào. Nam tử mũi ưng thấy vậy, dưới chân bay vút lên, giống như một cự ưng, ở phía xa trồi lên chụp xuống hai lần, liền biến mất không thấy gì nữa. Đám người thần dương thấy cảnh này, trên mặt lần nữa biến sắc. Không chỉ bởi vì mệnh lệnh vừa rồi của ách quái, mà thân pháp tốc độ của nam tử mũi ưng, mặc dù bọn họ là thành chủ, cũng chưa chắc có thể hiểu rõ. Mọi người trong tu la trường hai mặt nhìn nhau, chậm rãi huyên náo đứng lên, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, khán giả trên khán đài vẫn rất nhanh dựa theo lời của ách quái, dũng mãnh lao ra bên ngoài. Đám người thần dương trên đài cao cũng triệu tập thuộc hạ của mình, giờ tu la trường, vội vàng đi về phía biệt huyền của mình, đi cùng nhau nhưng đều tách ra khoảng cách nhất định. Kết quả bọn họ vừa rời tu la trường không bao lâu, đông đông tiếng trống từ chỗ sâu trong huyền thành vang lên thanh âm này to lớn cổ xưa, và lại chấn nhiếp nhân tâm, làm lòng người cũng nhảy lên theo tiếng trống vang dội. Các nơi trong nội thành nghe được tiếng trống, lập tức một mảnh rối ren, cửa hàng vội vàng đóng cửa, người đi trên đường phố cũng vội vàng đi đến chỗ của mình. Đây là thanh âm thiên uy chiến cổ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thần Dương nghe tiếng trống, dừng bước lại, trầm giọng nói ra. Thiên uy chiến cổ không đến thời kỳ phi thường, sẽ không đánh vang, chẳng lẽ là có người công kích huyền thành? vẻ mà tôn đồ cũng trầm ngâm nói. Khục, chẳng lẽ là khôi thành đột nhiên công kích, tần nguyên nhìn ba người khác một cái, nói như thế. Không loại trừ khả năng này, tới thật là đúng lúc. Phù kiên đứng chắp tay, cười lạnh nói. Hàn lập tựa hồ không nghe thấy bốn gã thành chủ nói chuyện, ánh mắt nhìn lại bên ngoài huyền thành, sắc mặt thoạt nhìn không thay đổi gì, không biết đang suy nghĩ gì. Bất kể thế nào, chúng ta vẫn nên theo lời ách quái thành chủ nói, trước tiên quay lại biệt huyền đã. Đúng lúc này, Cốt thiên tầm mở miệng nói ra, về biệt huyền trước đã, sau lại bàn bạc kỹ hơn. Thần dương nhìn ba thành chủ khác một cái, sau đó mang theo đám người bước nhanh về hướng biệt huyền của mình. chương 915 có mục đích riêng, các ngươi hãy quay về phòng mình đi, đừng có đi loạn khắp nơi, cũng không được nghị luận lung tung cái gì, mọi chuyện chờ ta trở về rồi định đoạt tiếp. Vừa về tới biệt huyền, thần dương lập tức nhìn về đám người thanh dương thành, rồi phân phó. Gã vừa nói xong, cũng không chờ đám người đáp lại, mà liền quay người bước nhanh đi ra bên ngoài. Những người còn lại thấy vậy, nhìn nhau vài cái, cũng không nói gì rồi tự mình quay trở về gian phòng tạm thời mà mình đang ở. Hàn Lập trở lại gian phòng của mình, trên mặt hiện ra vẻ trầm ngâm. Không biết sốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lão ách quái lại trực tiếp hạ lệnh tạm dừng hội võ năm thành nữa, chẳng lẽ là khôi thành tấn công đúng lúc này hay sao? Vốn hắn định hỏi cốt thiên tầm để biết thêm một chút tin tức, nhưng hắn nghĩ lại, chỉ sợ đến nàng cũng không biết gì, thế là hắn liền thôi. Kỳ thật đối với tranh chấp của Huyền Thành cùng Khôi Thành, hắn không có hứng thú chút nào, chỉ là vì chuyện này đã làm cho kế hoạch của hắn đảo lộn hoàn toàn. Nếu như hội võ không cách nào tiến hành thuận lợi, thì hắn muốn lấy được thiên lân vẫn tình chỉ sợ cũng khó mà đạt được, mà khi không giải trừ được tai họa ngầm hắc kiếp trùng này, cho dù hắn có cách thoát khỏi bí cảnh, thì sau này ra khỏi đây muốn giải trừ nó cũng là một việc phiền toái. Hàn lập trầm ngâm một lát, lập tức rất nhanh lắc đầu, không suy đoán gì vô nghĩa nữa. Nếu đã đến bước này rồi, trước tiên hãy yên lặng theo dõi kỳ biến đã. Vừa nghĩ đến đây, hắn thở nhẹ một hơi, khoanh chân ngồi xuống, từ từ nhắm mắt lại. Khắp nơi trong thành được giới nghiêm, từng đội từng đội binh sĩ mặc áo giáp đen chấn giữ các con đường quan trọng. Trên mặt đất gần cửa thành của huyền thành chợt phát lên tiếng ùm ùm trầm đục, từng cái cửa thông đạo từ dưới lòng đất hiện ra, từ trong đó tuôn ra từng đội binh sĩ mặc áo giáp đen, leo lên tường thành, rất nhanh đã đứng đầy cả tường thành. Trên tường thành cũng phát ra một trận rung động kết két những khối đá trên tường thành phẳng phất như vật còn sống chưa tách ra hai bên, cứ cách mỗi trăm trượng liền dâng lên một tòa tháp đá đen thui. Trên tháp đá đặt từng bộ cựu nỏ với thể tích kinh người, phía trên còn được cài từng mũi tên nỏ thật lớn. Trên thân những tên nỏ này phần lớn tỏa ra ánh sáng màu trắng bạc, lấp lóe từng tia ánh sáng lạnh lẽo, nhìn sắc bén vô cùng. Còn có một số nhỏ tên nỏ khác thì lại hiện ra màu sắc lửa đỏ, phía trên còn khắc từng đạo đường vân màu trắng, tỏa ra từng trận khí tức bùng nổ hiển nhiên đây là một loại tên nỏ đặc biệt. Ngoại trừ mấy tháp tiễn này, trên tường thành còn rất nhiều máy ném đá thật lớn, có cả cơ quan binh khí, thậm chí có rất nhiều khôi lỗi các loại. Mà phía trên trọng huyền sơn mạch mà huyền thành dựa vào lúc này mơ hồ xuất hiện một vài bóng người, còn có một vài cơ quan binh khí thật lớn. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía xa, như lâm đại địch. Hàn lập ở trong phòng tính tọa ước chừng hơn nửa ngày, chợt có một người hầu đột nhiên bước đến, mời hắn tập hợp ở chỗ thần dương hắn cũng không trần chờ, lập tức đi tới phòng tiếp khách, lúc này trong sảnh đã có bảy tám người, không ngờ đám người cốt thiên tầm, dịch lập nhai cùng hiên viên hành cũng có ở đây. Cốt thiên tầm nhìn thấy hàn lập tới, liền gật đầu nhẹ với hắn, xem như mời hắn ngồi cạnh. Hàn lập bước tới, ngồi xuống bên cạnh nàng, khắp nơi trong thành đã giới nghiêm, xem ra tình hình không tốt cho lắm. Cốt thiên tầm từ từ nói ra, hàn lập nghe vậy nhướng mày, không nói gì, ta biết lệ đạo hữu lo lắng về việc gì, nếu như hội võ nam thành thật sự bị hủy bỏ thì ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi lấy được thiên lân vẫn tinh cốt thiên tầm truyền âm nói ra vô công bất thụ lộc tại sao cốt đạo hữu lại muốn giúp ta chứ ánh mắt hàn lập chấp lên hỏi ngược lại tự nhiên ta có lý do để giúp ngươi nói đơn giản một chút là vì ngươi có giá trị lợi dụng cốt thiên tầm từ tốn nói vậy thì ta an tâm hàn lập cười một cái nói trong khi hai người nói chuyện đám người thanh dương thành đều đã đến đông đủ thân ảnh thần dương cũng theo đó từ trong phòng bước ra. Gọi mọi người tới đây, không vì cái gì khác, chính là liên quan đến bạo động ở bên ngoài, ta cũng đã hỏi qua. Cách huyền thành trong vòng vạn dặm về phía bắc, đã phát hiện ra số lượng lớn nhân mã của khôi thành. Sắc mặt thần dương ngưng trọng nói ra, mặc dù đám người bọn hắn mơ hồ đoán được một chút, nhưng nghe lời này xong, thần tình trên mặt bọn hắn cũng thay đổi khác nhau. Có người lộ ra vẻ sợ hãi, cũng có người trong mắt hiện lên vẻ cừu hận hàn lập nghe lời này xong ánh mắt lại hơi sáng lên bởi vì trong khắp huyền thành này hắn vẫn không tìm ra chút tung tích nào liên quan đến tử linh hắn đã sớm có ý định một khi có cơ hội hắn liền sẽ tiến vào khôi thành không nghĩ ra đối phương lại tìm tới cửa trước thành chủ khôi thành hiện đang ở chỗ nào có bao nhiêu người tới đây hay là chỉ có vài tên khôi thành mà nhầm lẫn hay không có người hỏi cụ thể bao nhiêu người cũng không rõ cho lắm thế nhưng ách quái thành chủ đã điều tra rõ Khôi Thành thành chủ Sa Tâm cũng ở trong đó. Huyền Thành cũng đã phát ra cảnh cáo, nhưng đối phương không để ý đến chút nào, mà vẫn như cuộc tiến tới Huyền Thành, chắc hẳn bọn hắn đến đây cũng không tốt lành gì. Thần Dương lắc đầu nói ra, Huyền Thành chúng ta cùng với Khôi Thành, chẳng lẽ lại sắp đại chiến nữa sao? Mi tâm thành tú của cốt thiên tầm nhíu chặt, hỏi. Khôi Thành thành chủ Sa Tâm đích thân xuất mã, trước đó cũng không có điểm báo nào, đây không phải là dấu hiệu tốt. Thần Dương chậm rãi nói ra, trong phòng thoáng một cái trở nên yên tĩnh hoàn toàn tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn thần dương nhưng không ai mở lời cả yên tĩnh đến độ kim rơi cũng nghe được chư vị cũng không cần lo lắng hiện giờ có thể nói là tinh anh của bốn tòa thành cùng huyền thành của chúng ta đều tập trung ở đây cả hơn nữa chúng ta chiếm điện lợi cho dù đám người khôi thành kia có đến đây cũng không chiếm được ưu thế gì cả dường như thần dương cảm thấy bầu không khí nặng nề vội đổi câu chuyện nói ra nghe lời này xong tinh thần mọi người hơi chấn động trong lúc này các người hãy cố hết sức chuẩn bị sẵn sàng, nếu như đại chiến thật sự xảy ra, chúng ta bắt buộc phải ra tay. Ánh mắt thần dương đảo qua mọi người, chậm rãi nói ra. Mặc dù mọi người lo lắng nhưng không phải là loại người nhát gan, mà cùng kêu lên một tiếng đáp ứng. Thần dương nhìn thấy phản ứng của mọi người, hài lòng gật đầu nhẹ, tiếp đó lại đọc một ít quy định trong thành. Cốt đạo hiếu, người cảm thấy đột nhiên lần này khôi thành thành chủ xuất hiện, thật sự là muốn cường công huyền thành, hay là có mục đích nào khác hay không? hàn lập truyền âm hỏi cốt thiên tầm ta cũng không rõ cho lắm tranh chấp giữa huyền thành với khôi thành lúc phân lúc hòa nhưng đa số đều đối địch nhau phân tranh quy mô nhỏ không ngừng chém giết lẫn nhau nhiều năm như vậy cả hai đều đã sớm kết xuống thâm cửu đại hận rồi cho nên mỗi lần liên quan đến hai cỗ thế lực giao phong tranh chấp quy mô lớn như thế này đều vô cùng kịch liệt cốt thiên tầm truyền âm trả lời nói vậy lúc cả hai hòa hoãn là bởi vì lý do bên ngoài hay sao hàn lập hỏi chính là lúc thiên tai hoặc là lúc lân thú tập kích bất ngờ với quy mô lớn, mới có thể tạm thời liên thủ với nhau. Nếu ta nhớ không lầm, ba vạn năm trước cả hai từng có một trận giao chiến quy mô lớn, ngay lúc đó chiến trường chính là tại Bạch Nham Thành, cả hai ác chiến gần trăm năm, cả tòa Bạch Nham Thành bị phá hủy hơn phân nửa, cả hai tử thương vô số. Khi đó Bạch Nham Thành chủ cũng không phải là tôn đồ, mà là một người khác, người này bất hạnh chết trên trận đại chiến kia. Lúc đó tôn đồ mới nhân cơ hội thượng vị, trở thành Bạch Nham Thành chủ. Cốt thiên tầm nói, không ngờ những người sống sót trong mảnh bí cảnh hoang vu bị ngoại giới ngăn cách hầu như bị lãng quên này, lại tranh chấp mâu thuẫn kịch liệt như thế. Hàn lập lắc đầu, vốn tất cả tranh đấu cùng là vì tranh đoạt tài nguyên khan hiếm, kỳ thật vô luận là huyền thành, hay là khôi thành, mục đích cuối cùng cũng chỉ muốn thoát khỏi cái bí cảnh tối tăm không ánh mắt trời này mà thôi. Cốt thiên tầm nhìn hàn lập một chút, dường như có thầm ý nói ra. Ta sớm nên nghĩ ra, thế nhưng người có ý tưởng này hẳn phải là nhân sĩ ở tầng cao hơn người chỗ này rồi hàn lập gật gật đầu nói ra biết sao được nếu thật sự khai chiến ngàn vạn lần không được khinh thường thực lực cá nhân trong giao tranh quy mô lớn thực sự không có ý nghĩa gì cốt thiên tầm khuyên bảo nói thành chủ mặc dù người khôi thành xuất hiện ở ngoài thành nhưng khó mà đảm bảo mục tiêu bọn hắn không phải là thanh dương thành hiện giờ chúng ta đều ở trong huyền thành nếu như bọn hắn điều động chủ lực tập kích thanh dương thành bằng vào lực lượng trong thành, rất khó mà phòng ngự được. Đợi thần dương tuyên bố xong, dịch lập nhai liền mở miệng nói ra. Việc này sao mà ta không biết chứ, thế nhưng cho dù bây giờ chúng ta có toàn lực trở về thủ thanh dương thành, chỉ sợ cũng không kịp rồi, chỉ có thể cầu nguyện mục tiêu của khôi thành không phải là ở đó mà thôi. Thần dương thở dài, nói ra, giờ phút này thần dương lại khuyên bảo mọi người để ý việc cần làm, rồi mới đuổi bọn hắn rời đi. Biệt huyền của ba thành khác, lúc này cũng nhận được tin tức về khôi thành sắp tới gần, vội vàng tự mình tập kết chiến lược dưới trướng của mình lại, rồi bày sẵn trận địa đón quân địch đến. Không biết qua bao lâu, khắp nơi trong thành lại vang lên liên tiếp từng trận âm thanh kèn hiệu lệnh, cùng hô ứng với âm thanh của thiên uy chiến cổ. Vốn thường ngày con đường rất hối hả, vậy mà hôm nay đã sớm trở nên vắng vẻ, cho dù có vài người vội vã bước đi trên đường, nhưng mặt mũi cũng lộ ra vẻ kinh hoàng, hai bên cửa hàng lúc này cũng đều đóng cửa. Trên con đường lớn trong thành, thỉnh thoảng có từng đội binh sĩ mặc áo giáp, hoặc là mấy chiếc xa thú lao hùn vụt chạy qua, chạy về khắp nơi huyền thành, trong bầu không khí tràn ngập vẻ khẩn trương. Tường thành trên cánh cửa chính của huyền thành, lúc này có vô số binh sĩ mặc áo giáp đen, đều bận rộn chỉnh tề đâu vào đấy. Vào đúng lúc đó, có đám người bước lên tường thành, các binh sĩ trước mặt thấy vậy, vội vàng tránh đường ra. Người cầm đầu chính là ách quái, bên cạnh lão còn đi theo bảy tám người, trong đó có cả đồng tùng người mà lúc trước đã dẫn bọn người hàn lập vào thành, còn có nam tử mũi ưng kia cũng có mặt ánh mắt ách quái nhìn về phía xa chân trời, lặng lẽ im lặng, đám người bên cạnh lão cũng không dám lên tiếng quấy dày. Một lát sau, song nghi ách quái trầm xuống, chỉ thấy cuối đường chân trời hiện ra một đường kẽ xám, nương theo đó là tiếng âm thanh sấm rền ầm ầm vang thật lớn, cuồn cuộn truyền đến. Rất nhanh binh sĩ mặc giáp đen trên tường thành cũng nhìn thấy được tình cảnh phía xa, lập tức giấy lên từng đợt bạo động, mỗi người đều nắm chặt binh khí trong tay. Vẻ mặt ách quái cũng không biểu tình gì, lão khẽ giơ cánh tay lên, vung về phía trước một cái. Cánh cổng lớn của huyền thành chợt mở ra ầm ầm, từ đó tuôn ra vô số binh sĩ mặc giáp đen, đại đa số binh sĩ đi bộ ra ngoài, trong đó cũng có khoảng 3 thành binh sĩ cưỡi đủ loại lân thú, ở trên mảnh đất trống trải bên ngoài huyền thành tạo thành mấy cái phương trận. Trên trọng huyền sơn mạch chỗ huyền thành dựa sát vào cũng truyền ra tiếng kêu chói tai, lập tức từng con lân thú phi thành từ trên núi bay vụt xuống dưới, phần lớn là loại lân thú kền kền, trên lưng còn trở thêm một binh sĩ mặc giáp đen, lúc nhà lúc nhúc mơ hồ chiếm hết gần nửa bầu trời ẩn ẩn hợp thành một trận thế cũng bày ra trận địa sẵn sàng đón tiếp quân địch lúc này đường chỉ màu xám ở phía xa đã lớn hơn rất nhiều thành một đám mây xám nhìn như một cơn bão cát bên trong đám mây mơ hồ có thể thấy vô số khôi lỗi tạo thành một đại quân dường như đại quân khôi lỗi cảm nhận được trận thế bên ngoài huyền thành nên cũng đã dừng chân lại cách huyền thành ước chừng ngoài ngàn dặm không có tiến về trước nữa binh sĩ trên dưới huyền thành nhìn thấy đại quân khôi thành trong lòng chiến ý quay cuồng, nhao nhao nhìn về phía ách quái, chỉ chờ lão phát ra mệnh lệnh xuất chiến, là lập tức lao ra đánh giết liền. Nhưng tình cảnh kế tiếp, lại có chút vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Đại quân khôi thành cứ như vậy lẳng lặng dừng lại ở phía xa, cũng không tiếp tục xâm chiếm, việc này làm lông mày ách quái không nhịn được mà nhíu lại, tuy vậy lão cũng không có phát ra mệnh lệnh xuất chiến. Song phương cứ như vậy đứng rằng có ngay tại chỗ, chương 916, sợ bóng sợ gió một hồi. Thời gian dần dần trôi qua, trong nháy mắt đã qua gần nửa ngày, sắc trời dần dần tối. Đại quân khôi thành không hề đi tiếp, cũng không lui lại, cứ như vậy dừng ở phía xa, đông nghịt một mảnh. Đám người khôi thành kia làm cái quỷ gì vậy, đánh thì không đánh, lui cũng không lui, chẳng lẽ muốn thi triển quỷ kế gì. Trên tường thành huyền thành, nam tử mũi ưng nói, bộ dáng mấy tên thống lĩnh xung quanh ách quái châu đầu ghé tai một hồi, hiển nhiên trong lòng cũng nghi hoặc, sôi nổi mở miệng suy đoán ngu đồ của khôi thành. Ách quái vẫn đứng nơi đó, không nói một lời, đôi mắt hơi chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Thành chủ, phải chăng chúng ta, mọi người suy đoán thật lâu cũng không có đầu mối gì, ách quái lại không nói một lời, nam tử mũi ưng không nhịn được hỏi. Địch không động, ta cũng không động, không cần nóng vội. Các ngươi tăng thêm nhân thủ tuần tra tại mấy nơi khác, phòng ngừa bị tập kích bất ngờ, đồng thời phái trinh sát điều tra rõ xem lần này khôi thành đến bao nhiêu người. Ách quái phất tay cắt ngang lời nam tử mũi ưng, phân phó theo từng chỉ lệnh ách quái phát ra, từng người xung quanh lĩnh mệnh rời đi, rất nhanh chỉ còn lại nam tử mũi ưng ở lại chỗ này. Thành chủ, sao không triệu tập người bốn thành khác tới đây cùng ngăn địch? Tuy số người bốn thành tới không nhiều nhưng đều là tinh anh, chiến lược bất phàm. Nam tử mũi ưng nhỏ giọng dò hỏi, lúc này chiến cuộc chưa rõ, tạm thời không cần điều động lực lượng của bọn họ. Ách quái lắc đầu, trong mắt nam tử mũi ưng hiện lên một tia nghi hoặc, sau cũng không hỏi gì thêm. Ta có một số việc cần phải xử lý, Thiệu Ưng, nơi này giao cho ngươi. Nếu bên Khôi Thành có bất kỳ dị động nào, ngươi biết nên làm gì, không cần xin chỉ thị từ ta." Ách Quái nhìn một cái về hướng Đại Quân Khôi Thành phía xa, mở miệng nói. Thiệu Ưng nghe vậy khẽ giật mình, đang muốn hỏi, Ách Quái đã quay người rời đi, thân ảnh nhoáng một cái biến mất. Thiệu Ưng bất đắc dĩ ngây người một cái, sau đó đành phải quay người truyền lệnh của Ách Quái. Bóng đêm rất nhanh trùng xuống, trận địa hai bên Huyền Thành và Đại Quân Khôi Thành đã sẵn sàng đón địch nhưng đều không phát động công kích, cứ như vậy hai bên duy trì cục diện rằng co quỷ dị. Ánh trăng như nước, dịu dàng chiếu lên nơi hoang dã cạnh huyền thành. Trên một ngọn núi thấp cách huyền thành hơn ngàn dặm, một nữ tử quần trắng lẳng lặng đứng thẳng, đang ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên trời, trong miệng nhẹ giọng ngâm nga bài ca dao. Trên mặt nàng đeo một chiếc mạng che mặt màu đen, không nhìn ra dung nhan, nhưng dáng người uyển chuyển tản mát ra một cỗ cảm giác yêu mị không cách nào nói rõ, đồng thời cho người ta một loại cảm giác ngây thơ chất phác thanh thuần hai loại khí chất hoàn toàn trái nhau đan vào cùng một chỗ khiến người ta chỉ nhìn theo một chút tâm thần đã muốn lâm vào trong đó huyền nữ nghị của sa tâm đạo hữu tiến nhanh thật là đáng mừng nhưng ở cạnh huyền thành ta đạo hữu lại dám rời khỏi đại quân một mình tới đây lá gan cũng không nhỏ a à. một thanh âm lạnh lùng truyền đến hư không cách như tử quần trắng mười trượng lóe lên một bóng người màu đen lăng không hiện ra đúng là ách quái nếu ách đạo hữu muốn động thủ xin cứ tự nhiên Sa tâm chậm rãi xoay người lại, dùng một loại ngữ khí lười biếng nói. Khí chất thanh thuần trên người nàng đột nhiên biến mất, một cỗ lực lượng mị hoặc phô thiên cái địa tản ra từ trên người nàng, ánh trăng và gió đêm xung quanh giường như cũng trở nên mềm mại hơn nhiều. Hừ, đồng tử ách quái hơi co lại, hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không có động thủ. Ta biết mà, ách đạo hiểu phân rõ đúng sai, nào có chuyện không phân tốt xấu ra tay với một nữ tử yếu ớt. Sa tâm cười cười một chút, nói, đừng có nói lời vô nghĩa, ban ngày ngươi truyền âm hẹn ta ra đây, có mục đích gì nói mau đi. Nếu muốn tiếp tục khơi màu đại chiến hai thành, ách mỗ tiếp là được. Ách quái thoáng như không thấy sự yêu mị của sa tâm, lạnh lùng nói. Ách đạo hữu hiểu, hiểu lầm, lần này thiếp thân đến đây thực sự không phải muốn khơi màu cuộc chiến hai thành, mà là có chuyện quan trọng khác muốn thương lượng với ách đạo hữu. Sa tâm cười một tiếng yếu ớt, nói, trong lúc nói chuyện, khí tức trên người nàng lại đột nhiên biến đổi, tất cả cảm giác mị hoặc đều biến mất, trong nháy mắt dáng người uyển chuyển câu hồn đoạt phách cũng mất đi toàn bộ sự ý vị cả người nàng như biến thành một nữ tử bình thường không chút thu hút thương lượng chuyện quan trọng trong lòng ách quái lần nữa run lên nhíu mày hỏi nghiêm túc mà nói là muốn mời ách quái đạo hiếu cùng làm một đại sự lông mày sa tâm khẽ cong cười nói sa tâm đạo hiếu có lời gì cứ nói thẳng đi không cần quanh co lòng vòng như vậy trong mắt ách quái mơ hồ hiện lên một tia dị sắc nhàn nhạt nói Ách đạo hữu cần gì phải giả bộ hồ đồ, những năm gần đây hai người chúng ta chỉ tâm tâm niệm niệm có chỗ đó mà thôi. Mà nơi cổng vào kia, Khôi Thành chúng ta cũng đã tìm được, Huyền Thành đừng nên ăn mảnh thì hơn." Sa Tâm chỉnh lại mái tóc rủ xuống thái dương, lạnh nhạt nói. Ách quái nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, thần sắc lần đầu xuất hiện biến hóa, trong mắt ẩn hiện vẻ sắc bén. Ách đạo hữu cần gì phải dùng loại ánh mắt này nhìn thiếp thân, vị trí cổng vào kia thực sự không phải là cố ý theo dõi các hạ mà tìm được là khôi thành ta tiêu phí vô số tâm tư và nhân lực thăm dò phát hiện ra từng chút một tuyệt đối là quang minh chính đại sa tâm thoải mái nói có thật là vậy không trong lòng sa đạo hữu hiểu rõ nhưng ngươi vừa nói ăn mảnh là ý gì nếu sa đạo hữu cũng phát hiện cổng vào chắc hẳn sớm đã biết tình huống bên trong chỗ đó hung hiểm như thế trong thời gian ngắn ách mẫu cũng không có ý định tiến vào ách quái hừ một tiếng lập tức bình tĩnh nói ách đạo hữu đây là ức hiếp thiếp thân là loại đàn bà con gái kiến thức nông cạn sao. Mặc dù gần đây ta mới phát hiện cổng vào kia, nhưng cũng nhận ra rất nhiều rãnh trời nguy hiểm đang dần dần yếu bớt. Chắc hẳn thiên hiểm đó có chu kỳ biến hóa, hiện giờ đang là thời kỳ yếu nhất. Mà lần này huyền thành các người cử hành hội võ năm thành lại đưa ra trọng thưởng như vậy, chẳng lẽ không phải vì tuyển chọn nhân tài hữu dụng tiến vào chỗ đó trước à? Sa tâm cười cười, trong mắt đẹp lại mơ hồ nổi lên một tia vũ nghị. Ách quái nghe vậy, sắc mặt không thay đổi gì nhưng trong mắt không khỏi hiện lên một tia lạnh ý. Ách đạo hiếu, mặc dù chỗ cổng vào thiên hiểm đang suy yếu, nhưng uy lực của thiên hiểm vẫn không phải thứ nhân lực chúng ta có thể chống lại. Khôi thành ta tự nghĩ vô lực tiến vào trong đó, mà chỉ dựa vào lực lượng một thành của huyền thành các ngươi, hy vọng cũng gần như mong manh. Kế sách hiện nay, chỉ có hai bên chúng ta hợp tác mới có một chút khả năng. Vì vậy thiếp thân mới không ngại cực khổ, đến đây trao đổi việc này với đạo hiếu, mong ách đạo hiếu có thể đưa ra một quyết định sáng suốt. Sa tâm chợt chuyển đề tài, khuyên, nếu ta không đáp ứng thì sao? Ánh mắt ách quái chấp động, nói từng chữ từng câu. Vậy thiếp thân cũng không có cách nào, đành phải bắt đầu tiến công huyền thành từ hôm nay, thẳng đến khi thời kỳ yếu ớt của cổng vào thiên hiểm trôi qua. Ai cũng đừng mong vào, sa tâm cười nhạt một tiếng, nói. Trong mắt ách quái hiện lên sự tàn khốc, một cỗ uy áp băng hàn đáng sợ theo đó bỗng bộc phát từ người ra, phô thiên cái địa đẻ ép về phía sa tâm. Hư không hơn 10 dặm run rẩy ông ông, mặt đất cũng rung động ù ù, từng cỗ phong bạo lấy ách quái làm trung tâm, đánh về bốn phương tám hướng, khiến thiên địa biến sắc. Ánh mắt sa tâm bình tĩnh, lặng lặng đứng trong đó, không bị uy áp của ách quái ảnh hưởng chút nào. Bất kể phong bạo xung quanh nào sắp đụng tới thân thể nàng liền lập tức tách ra, đến góc áo của sa tâm cũng không động đậy chút nào. Ách quái hít sâu một hơi, khí thức trên thân như thủy chiều rút đi, phong bạo xung quanh từ từ lặng xuống. Sa đạo hữu muốn hợp tác thế nào? Ách quái im lặng chốc lát, mở miệng hỏi. Sa tâm nghe vậy, đôi mắt đẹp khẽ cong khóe miệng hiện lên tia cười thời gian một đêm trôi qua rất nhanh vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người đại quân khôi thành đối chọi cả đêm cũng không tiến công ngược lại bắt đầu rút lui cũng không lâu lắm đại quân khôi thành liền biến mất vô tung không để lại bất kỳ dấu vết nào mà quân coi giữ trong ngoài huyền thành cũng theo lệnh ách quái lặng lẽ rút quân một hồi sắp đại chiến cứ như vậy tan thành mây khói dân chúng trong huyền thành còn có những người đến từ bên ngoài như hàn lập ngoài sự kinh ngạc còn có nhẹ thở phào. Dù sao nếu không bất đắc dĩ, không ai muốn phát động một hồi chiến tranh với cường địch. Mấy ngày sau, trong biệt huyền, Hàn Lập ngồi khoanh chân tĩnh tọa trong nhà mình, tinh quang màu trắng lượn lờ trên thân. Hắn đang vận chuyển thiên sát chấn ngục công, luyện hóa lực lượng của viên thú hạch thiên cấp. Bên trong thú hạch thiên cấp ẩn chứa lực lượng tinh thần cực kỳ khổng lồ, dù hắn có trưởng thiên bình tương trợ, nhưng luyện hóa nhiều ngày vẫn không thể hấp thu toàn bộ. Một chỗ huyền khiếu mới tinh trên người hắn hiện lên tinh quang chấp động, mơ hồ có dấu hiệu mở ra, nhưng vẫn chưa mở. Hàn lập mở to mắt, thân sắc cũng không có vẻ gì thất vọng, đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài phủ thành chủ. Lúc này cách trận đại chiến hết sức căng thẳng kia, đã qua năm sáu ngày. Sau khi đại quân khôi thành biến mất, ngoài thành cũng không hề thấy xuất hiện lại nữa, tựa như đã thật sự rút đi. Mặc dù khôi thành đã lui, nhưng ách quái thành chủ không có ý tiếp tục mở hội võ năm thành. Những ngày qua người bốn thành khác cũng luôn ở lại biệt huyền, không có ra ngoài đi đi lại lại. Nhưng sáng sớm hôm nay, ách quái chợt triệu kiến bốn thành chủ như thần dương, không biết vì sao. Vào lúc này, một trận tiếng bước chân đột nhiên truyền đến từ bên ngoài, đuôi lông mày Hàn Lập khẽ động, kéo mở cửa phòng, là một gã người hầu thanh dương thành. Người nọ thấy Hàn Lập đột nhiên đi ra, kinh ngạc một chút, lập tức cung kính hành lễ nói, lệ tiền bối, thành chủ mời ngày qua. Đã biết, Hàn Lập nhẹ gật đầu, lại nhìn một cái về phía phủ thành chủ, sau đó cất bước đi tới chỗ ở của thần dương sau một lát hắn đi vào nơi ở của thần dương nhưng đại môn nơi này đóng chặt hàn lập nhíu mày đang muốn đưa tay gõ cửa đại môn trật tự mở ra lộ ra một khe hở lệ đạo hiếu vào đi thanh âm thần dương truyền ra từ bên trong trong lòng hàn lập khẽ động cất bước đi vào đại môn sau lưng cạch một tiếng tự động đóng vào đồng thời trên cửa đá hiện lên một tầng bạch quang ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài trong lòng hàn lập khẽ động nhìn vào trong phòng lúc này trong phòng ngoại trừ thần dương còn có hai người khác, là Cốt Thiên Tầm và Hiên Viên Hành. Giải đạo nhân vẫn mặt không biểu tình, lặng lặng đứng sau lưng thần dương. Trong lòng Hàn Lập kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng thần dương gọi hắn tới đây, là nói rõ cho bọn hắn biết tình huống lúc này của huyền thành, chưa từng nghĩ chỉ gọi ba người bọn hắn tới, không biết là dụng ý gì. chương 917, Đại Khư, lệ đạo hữu mời ngồi, chúng ta chỉ còn đợi mình ngươi thôi. Thần dương mỉm cười nói với Hàn Lập, vẻ mặt mơ hồ có chút hưng phấn. Hàn Lập để ý nét mặt của thần dương, không để lại dấu vết nhìn giải đạo nhân một cái, tìm một chỗ ngồi xuống bên cạnh hai người cốt thiên tầm. Hôm nay gọi các người tới đây, chính là có đại cơ duyên muốn bàn bạc với ba vị. Thần dương đi thẳng vào vấn đề nói ra, cơ duyên, ba người Hàn Lập đều khẽ giật mình, việc này có chút đường đột với ba vị, chuyện thế này. Hôm nay ở sâu trong tích lân không cảnh có một bí cảnh xuất thế, bên trong bí cảnh có vô số chân bảo, chính là đại cơ duyên hiếm có trăm vạn năm mới gặp một lần, Ách quái thành chủ quyết định dừng hội võ năm thành lại, dẫn theo 16 người mạnh mẽ nhất tiến vào, cùng nhau tìm kiếm thăm dò nơi này. Thần Dương vừa cười vừa nói, Hàn Lập nghe vậy, nhíu mày, những lời này quả thực rất bất ngờ, đang yên đang lành, tự dưng xuất hiện một cái bí cảnh. Thành chủ, chuyện này là thật, chỉ có điều trên mặt cốt thiên tầm và hiên viên hành đứng bên cạnh lại mơ hồ hiện ra vẻ kích động, hỏi. Đương nhiên tất cả đều là thật, thần dương cười nói, thành chủ, có thể nói rõ hơn một chút không? Hàn Lập suy nghĩ một chút, hỏi: "Lệ Đạo hữu đến Tích Lân Không Cảnh chưa lâu, không hiểu về nơi này nhiều. Bên trong Tích Lân Không Cảnh vô cùng thần bí, mặc dù Huyền Thành chúng ta đã ở nơi này vô số năm tháng, nhưng cũng không thể dò xét rõ ràng nơi này, hiểu biết về nó phi thường có hạn. Hư không ở sâu trong Tích Lân Không Cảnh biến ảo, cất giấu rất nhiều bí mật, còn có vô số thiên"